bờ xa thăm thắm xa mờ, tình xanh ngọt ngào ngàn năm sâu lắng, nghe trong băng mai sâu trong kiếp bèo mây, đời cho tôi những nồng say tuổi hồng xa rồi, đời cho tôi những nồng say tuổi hồng xa rồi. Dù má với ba có chồng ngày vợ tháng, cũng đừng ly tan mà tội cho con đông con đàn. Hả? Lính tới! Ba ơi! Dẹp đi ba ơi! Dẹp đi ba ơi! Ba! Hả? Má! Hai cha con tưởng lính tới bắt mâm đèn hả? Bà phải là rời sẹt thì tôi dính rồi. Ba đã dặn con rồi, lúc nào ba dẹp mâm thì hãy học ca, còn lúc ba đang hút thì ráng canh chừng. Sao con không nghe lời ba vậy Út? Bồn định cho nó theo cải lương à? Ờ, con nhỏ này theo gánh hát có tương lai à bà. Ờ, ráng lên nha con. Nay mai ba mày gửi theo gánh hát làm tỳ nữ. Ba đừng có khinh thường. Giọng ca của Út Bạch Lan thế nào thì giọng ca của con Út nhà mình cũng in như vậy đó. Tôi đặt tên cho nó là Út Bạch Lan Đơ rồi đó. Thiệt vậy sao Út? Con ca thử cho bà nghe đi, kẻo bà bảo tao nói dốc. Dạ. Ba má ơi cho con có đôi lời căn dặn, má với ba có chồng ngày vợ tháng, cũng đừng ly tan mà tội cho con đông con đàn. Thôi 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 thôi, đủ rồi. Sao đủ rồi bà? Muốn như Út Bạch Lan hả? Đừng nằm mơ. Tin cho bà hay à, con Út có nơi dòm ngó rồi đó. Nó còn nhỏ quá mà chồng con cái gì? Bà này, tôi nói ăn đàn bà hiểu ngã. Tôi nói vậy có nghĩa là con Út nhà mình đã được một gánh hát thương lượng đó. Bà chịu không? Nè, cầm dọc tẩu vô trong, nạo dùng ba cái nồi luôn. Ông cho nó theo gánh hát rồi lấy ai cạo nồi canh cửa cho ông? Lúc đó tôi theo gánh hát luôn. Ông biết hát à? Chắc gánh hát thiếu lão độc nên họ mướn ông đó. Bà sao? Hay nói móc lò tôi quá. Tôi mà hát hỏng cái gì. Vậy theo gánh hát làm chi? Coi chừng Út. Rồi, muốn làm già đa. Phải rồi, theo gánh hát à, có con làm đầu chánh lương cao, thiếu gì tiền, tha hồ ăn hút. Lúc đó ông đâu cần đến tôi nữa phải không? Bà đừng có nói vậy. Tôi cho con Út đi hát là mong sớt chia gánh nặng với bà. Từ ngày tôi mắc phải cái chứng bệnh này, rồi kế đến tôi bị sa thải khỏi sở làm, tiền bạc thiếu hụt, gia đình sa sút, một mình bà đảm đang xoay sở.
Vất vả tối ngày, hết lo cơm trắng rồi lo tới cơm đen. Tôi thấy mà thương, vì chồng vì con chẳng quản thân mình. Đi sớm về hôm không đồng vốn liếng, vẫn lo đủ đầy không mà tiếng than vang. Bà xứng đáng người nội trợ đảm đang. Cái nghĩa vợ chồng là nghĩa trăm năm, ông đừng nghĩ nhiều về sự hy sinh. Đời người á như nước lớn nước rộng, hơi đâu mà ngồi trách phận than thân. Cũng tại tôi mà bà và các con phải khổ. Ngày đó nếu bà với thằng Biên con Trang không khóc lóc năn nỉ thì tôi đâu có mắc cái chứng bệnh ghiền. Lúc đó căn bệnh của ông ngặt nghèo quá rồi. Bác sĩ bảo chỉ còn có cách kéo dài sự sống của ông thêm được vài ba năm nữa là phải cho ông dùng á phiện. Thương chồng thương cha nên tôi và các con mới bằng lòng. Vì ông mới là trụ cột gia đình, ông chết rồi mẹ con tôi biết nương tựa vào ai. Nhưng tôi sống thêm vài năm nữa mà có giúp ích được gì cho gia đình đâu. Với đồng lương công chức, một vợ ba con, có ăn xài khéo léo lắm mà cũng chỉ tới già nửa tháng đã đi vay nợ rồi. Huống chi mắc thêm cái bệnh ghiền nữa, tiền đâu mà đắp vào những tháng thiếu hụt. Ngày đó tôi nói với bà và các con mà bà và các con không chịu nghe. Rồi kế đến tôi bị giải nhiệm khỏi sở làm trong đợt thanh lọc hàng ngũ công chức vì cái tội tứ đổ tường. Lúc đó gia đình hoàn toàn sụp đổ. Nhưng chính lúc đó ông mới thấy được tình vợ thương chồng, lòng cha thương con, phải không? Phải. Lúc đó tôi đã nằm bẹp một chỗ với cái dọc tẩu mâm đèn. Bà phải xa chồng xa con đi kiếm tiền đem về cho tôi từng chỉ thuốc. Thằng Biên nó bỏ đi chạy a phe, con Trang nó bỏ nhà để tìm công việc làm. Căn nhà bỗng trở nên trống lạnh, chỉ còn tôi với con Út. Thằng Biên con Trang hai đứa đi làm nghề gì? Không biết nữa. Cách đây 3 tháng con Trang nó có về một lần, nó cho tôi 30 ngàn. Rồi nó bảo đó là tiền mượn trước mấy tháng luôn. Nghe nói nó làm một hãng buôn ở Nha Trang, không biết buồn vui hay sung sướng mà nó đưa tiền, đôi mắt nó rưng rưng rồi ôm mặt khóc hòa lên. Nhà cửa không ai gánh nhiều bất hạnh, mình có những đứa con hiếu thuận ngoan hiền, gian lao để kiếm đồng tiền. Tôi nghĩ ông đừng lo lắng băn khoăn, chắc rồi sẽ qua lúc khó khăn. Làm cha như tôi thật xấu hổ vô cùng, nhìn con Trang mà tôi luôn thẹn thùng. Lừa tuổi non khờ đã gian lao khổ nhọc, thân gai dặm trường mưu sinh. Còn thằng Biên nó có về nhà lần nào không ông? Nó vẫn ở Sài Gòn. Năm khi 10 quả nó mới ghé nhà một lần, cho tôi 2-3 chỉ thuốc rồi lại đi nghe. Hỏi nó làm nghề gì ở đâu thì nó bảo nghề gì cũng làm, miễn có tiền là được. Vợ con biết lo lắng cho ông như vậy, ông còn buồn gì nữa? Buồn thì không buồn, nhưng mà tôi sợ. Ông sợ gì? Tôi sợ những đồng tiền bà và các con kiếm được thiếu sự chính đáng. Bà ơi, gì? Bà có thể nào cho tôi biết sơ qua công việc làm ăn của bà được không bà? Ông ngờ giật tôi phải không?
Nói ngờ vực thì hơi quá đáng. Tôi hỏi cho biết vậy mà. Tôi phải đi liền bây giờ, xe đợi lâu rồi đó. Lâu lâu mới về nhà lần. Bà lại đi ngay sao? Chuyện làm ăn với người ta không thể bỏ được. Rảnh rồi tôi về thăm. Út. Dạ. Má đi rồi hả ba? À, má còn bận chuyện làm ăn. Có xe hơi đợi ngoài cửa phải đi gấp. Tới cử rồi. Độ này rồi xẹt lùng mấy đường hẻm dữ lắm nghe. Canh chừng nghe Út. Dạ. Trang không có ở nhà. Hay mình về bữa khác mình tới đi. Mỗi lần đi là một lần khó khăn, trở ngại nhiều đến công việc. Hơn nữa, tin lời giới thiệu của anh nên tôi muốn khám phá một giọng ca mới. Biết đâu Trang sẽ là một thiên tài. Một cái máy hốt bạc của hãng băng do ba tôi làm giám đốc. Trang là học trò lớp nhạc của tôi. Tôi biết rõ khả năng của Trang, nhưng không hiểu tại sao Trang lại bỏ ngang việc học. Đến nay cũng đã hơn 3 tháng rồi. Anh không hiểu à? Tại anh lý học phí quá cao. Học trò làm gì học nổi. Không phải vậy đâu. Với Trang á, tôi không bắt đóng học phí. Vì Trang là... bồ. Phải, Trang là người yêu của tôi. Có lẽ Trang nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Phải, Trang nói với tôi vì hoàn cảnh gia đình. Trang phải đi làm ăn xa, kiếm tiền về để lo phụ mẹ cha. Lâu lâu mới về thăm một lần. Nay nghe anh tỏ bài ý định, đi tìm tài năng mới để lăng xê, nên tôi mới chợt nhớ tới Trang, vội đưa anh tới đây để tìm kiếm Trang liền đó. Nghe anh ca ngợi đủ điều làm cho tôi đây nung nóng. Vì sự thật ba tôi rất cần tung ra thị trường những tài năng mới, để thay cho những giọng ca đã mỏi mòn vì luống tôi. Nếu anh tin vào sự đánh giá của tôi thì sau này chắc chắn sẽ thành công. Thì tôi tin anh, nên mới hối thúc anh đưa tôi đến gặp Trang nè. Nhưng chắc Trang không có nhà. Cô bé, ra cho anh hỏi thăm một chút được không? Các ông là lính kính phải không? Không, anh là bạn chị Trang. Trông em giống Trang lắm. Tôi là Út, em của chị. Hèn chi. Ủa, nhưng mà sao Út khóc vậy? Thấy hai ông vô, Út tưởng là lính đi bắt mâm đèn chạy vô dẹp giùm ba. Sợ quá nên thuốc đổ hết trơn hết trọi à. Rồi ba giận, ba đánh Út phải không? Không, ba đâu có đánh. Vậy thì tại sao Út khóc? Út khóc vì thương ba. Ba còn có một chị thuốc để qua hết ngày nay, vậy mà Út lỡ tay làm đổ bể hết rồi. Út không có tiền mua thuốc khác cho ba.
mỗi lần tới cơn ba vật giả rên la. Nhìn ba khổ thân, bà Út quá đau lòng. Út thương ba lắm, nhưng tuổi dài khờ, Út biết phải làm sao. Hiện giờ ba đang ôm mặt khóc trong nhà. Út giận cho mình và giận cả. Thôi Út đừng khóc, cũng đừng giận hai anh nữa. Đây nè, Út cầm 500 đồng này mua thuốc cho ba đi. Út không dám nhận đâu. Anh Vũ cho thì em cứ cầm đi. Các ông là ai mà tốt bụng với ba em quá vậy? Đi mua thuốc cho ba đi, đừng có hỏi nữa. Dạ cảm ơn hai ông. Hai ông vô nhà đi. Linh đi chưa Út? Ủa, con nhỏ này đi đâu rồi kìa? Bác ở đây cho cháu thưa chuyện. Mấy thầy không bắt được quả tang, mấy thầy không có quyền đưa tôi về bót. Dạ, bác hiểu lầm sự có mặt của chúng tôi ở đây rồi. Chúng tôi không phải là nhà chức trách đi bắt mâm đèn đâu. Giờ mấy thầy lục lọi vô xóm tìm bắt cái gì? Chúng tôi muốn tìm cô Trang à. Bắt con Trang hả? À? Con Trang làm gì mà bắt nó? Ủa? Mà xóm này đâu có ai tên Trang. Dạ, nhưng nhà này có hình Trang treo trên tường. Dạ, xin giới thiệu với bác để bác yên tâm. Tôi là Luân, thầy dạy Trang học nhạc. Chứ không phải Linh Kính sao? Vậy mà nãy giờ ông nói bao hại tôi đổ hết thuốc rồi. Bác yên tâm, sẽ có thuốc đem về cho bác ngay bây giờ. Út đi mua rồi bác à. Tiền đâu nó mua? À, mấy thầy bồi thường cho tôi phải không? Ăn ở công bằng vậy tôi chịu đó. Dạ, Trang đâu rồi thưa bác? Hỏi con gái tôi có gì cần không? Chắc có ở phe đại nhạc hội nào đó. Rồi tới kêu học trò đi ca. Chẳng tiền bỏ túi xài riêng phải không? Dạ không, tôi muốn gặp Trang để giới thiệu với Vũ. Ờ, dạ đây, bạn của tôi. À, hiểu rồi. Ông Luân đây là người của trung tâm giới thiệu hôn nhân ở Sài Gòn, có nhiệm vụ làm mai cho ông Vũ và con Trang nhà tôi. Không, thưa bác, tôi không hỏi ông. Muốn biết lý lịch của ông mà tôi hỏi trực tiếp ông Luân đây rồi. Ông dẫn ông này tới coi mắt con gái tôi phải không? Được. Nhưng mà hai ông phải tới sở mật thám tìm kiếm con Trang về đây rồi tôi tính cho. Trang không có ở nhà hả bác? 3 tháng này rồi chứ phải mới đây sao? Ồ kìa Trang, con chưa chết sao mà linh quá hả? Mới nhắc là con về liền. Trang, Luân, Luân đi đâu đây? Đi kiếm con cho ông đó đó. Kiếm con cho ông này nghĩa là sao anh Luân? Nghĩa là ông Luân là người trung tâm giới thiệu hôn nhân, đi kiếm con làm mai cho ông này để kiếm tiền cò. Rồi gặp nhau rồi, muốn gì thì nói với nó rồi cho tôi biết sao. Tôi tới cử rồi, xin phép nha. Thật vậy sao Luân? Xin giới thiệu, đây là Trang. Còn đây là anh Phong Vũ, con của ông giám đốc hãng băng cassette Con Gà Cồ. Xin cho Trang được biết mục đích sự có mặt của anh. Nghe Luân giới thiệu, Trang đây có một giọng hát đặc biệt, nên tôi nhờ anh ấy đưa đến gặp mặt và mong rằng sẽ khám phá được một tài năng mới cho hãng băng cassette Con Gà Cồ. Biết đâu Trang trở thành một nữ danh ca, tên tuổi như Hoàng Oanh, Thanh Thúy, Hiền
giờ. Trang bỏ học ca 3 tháng rồi không tập vợt, để lo sinh nhai chung lại cái đói cái nghèo. Chắc là không thể chiều lòng sự chiếu cố của anh rồi. Thật rất tiếc vì Trang không còn đủ giọng đủ hơi. Anh Vũ đã bỏ công đến đây với niềm hy vọng, Trang cũng nên vì tôi mà chịu ý một lần, để tôi được khoe khoang tài dạ nhạc của mình, không uổng phí công trình đã luyện giọng cho Trang. Thôi thì Trang sẽ hát một vài bản theo ý muốn của ông thầy, và để khỏi phụ lòng anh Vũ đã tới đây. Nè, nếu có sai son phe xin chớ có cười. Nếu quả thật Trang có một giọng ca điêu luyện, tôi sẽ làm công tra ngay và lập tức chồng tiền. Giọng ca của Trang á, hãng tôi sẽ giữ độc quyền. Anh đừng đặt nhiều hy vọng ở nơi Trang. Trang thấy không, nghệ sĩ cải lương ký giao kèo bạc triệu, cũng như hầu hết các danh ca bên Tân Nhạc, chỉ nhờ có một làn hơi thiên phú, mà một sớm một chiều có cuộc sống để dư. Nhưng có nhiều người đeo đuổi cái nghề bạc bèo xương ca, cơm không có ăn, ở chẳng có nhà, biết đâu Trang không thuộc hàng nghệ sĩ đáng thương kia. Nói là nói vậy, nhưng Trang vẫn ca. Trang định ca bài gì? À, ca bản gì anh Luân? Tùy Trang. Bản Giọng Ngày Xanh của Khánh Băng được không? Giọng Ngày Xanh? Trang ca được bản đó sao? Nhạc diễn tả, nghệ thuật vững lắm mới trình bày nổi đó. Bởi vậy tôi mới nói với anh Trang là một thiên tài. Anh Luân ca tụng hoài à, lỡ rớt đài một cái hả, không biết làm sao mà nói á. Bắt đầu ca được chưa anh Vũ? Được rồi. Tôi muốn quên anh khi đường đời mình không chung lối. Tôi muốn quên anh khi câu thề ai đã rồi. Tôi muốn quên anh vì sầu thương ngày đêm tàn phai. Tôi muốn quên anh vì đời tôi luôn phong ba. Tôi muốn xa anh, xa kỷ niệm làm tôi rải rứt. Xa cuộc tình liền chết trong đời. Tôi muốn xa anh, xa con tim nồng nhiều gian nhiều dối. Tôi muốn xa anh, thôi nhé đừng nói yêu. Trang, Trang, Trang sao vậy nè anh Vũ? Trang à, đặt Trang xuống đó, anh đi kêu bác sĩ chụp ngay đi. Cho tôi mượn chìa khóa xe của anh đi. Trang, đây nè. Trang, cô Trang. Khen chú mày đó, mới nhào vô là tấn công liền. Nhưng nhà này không phải là một cái ổ điếm, mà con Trang là con nhà có giáo dục, chứ không phải là một cô gái làng chơi. Để chú mày tới đây làm trò heo đực, tao lấy quyền làm cha cho mày một cái tát tay. Bác à, trời ơi, con nhỏ đã u mê, không còn cửa quậy. Chú mày dùng thuốc chi? Thuốc lú hai Trang bị ngất xỉu rồi, bác không thấy hay sao? Nó xỉu cũng tại mày chứ đổ lỗi chỗ
cho ai. Tiện đây cháu xin báo tin là gia đình này sẽ vô bạc triệu. Thôi đi mày ơi, đừng lường gạt đất nhiên tao. Già hai thứ tóc trên đầu rồi, dễ gì gạt được tao. Còn thằng thầy dạy nhạc cho con Trang đâu? Hay là trốn rồi? Dạ không, bạn cháu đi kêu bác sĩ rồi. Làm gì mà phải đi kêu bác sĩ lận? Muốn gì thì cũng đợi cưới hỏi đàng hoàng. Tụi bay làm ngang xương như vậy là đâu có được. Từ lúc bước chân vào nhà này, hai lần gặp bác là hai lần bác đã hiểu lầm cháu. Cháu tới đây không phải để xin cưới Trang con gái của bác đâu bác à. Tùm lum tùm la rồi cưới hỏi gì nữa. Bác đã hiểu lầm nữa rồi. Hiểu lầm? Hiểu lầm hoài sao mày? Cái gì vậy? Xe bót gừng phải không? Dạ, dạ không phải. Không phải. Xe của bác sĩ. Từ sáng tới giờ hai lần đứng tiêm rồi. Chắc cứ bữa tôi đứt gần máu quá. Không sao, có tôi tới kịp đừng lo. Chà, mạch máu vẫn điều hòa ha. Gì vậy? Đừng nói. Thở mạnh coi. Thở mạnh chi? Nói hoài. Le lưỡi. Cái khóc biểu ta le lưỡi chứ vậy. Bác sĩ. Bác sĩ à. Bác sĩ. Con nhỏ nằm đây nè tía. Ông có bệnh mà. Xin bác sĩ khám bệnh cho cô này trước. Cô mới bị ngất xỉu. Vậy hả? Ủa, tôi nhớ mãi mai dường như cô này là... phải rồi. Cách đây 3 tháng cô có đến phòng khám bệnh của tôi để khám mà. Khám? Khám gì bác sĩ? Khám bệnh. Làm bác sĩ mà nói lẳng nhách. Có tin mừng, có tin mừng. Xin lỗi, nếu ông là chồng thì cho tôi được chia vui. Nói tầm bậy đi nghe. Nói chưa có chồng. Hả? Con gái tôi vẫn còn con gái. Ủa con ủa sao lạ vậy cả? Để tôi khám kỹ lại coi. Bác sĩ. Thân chủ đã tỉnh ha. Cô còn nhớ tôi sao? Cô nhớ không? Tôi xin chia vui cùng cô hen. Chia mừng báo cô biết là cô đã... Tôi đã tỉnh. Dân, cô đã bình phục. Nhưng tôi còn đau nhiều lắm. Đau trước ngực, tức sau lưng nữa. Tay chân bủn rủn, tứ chi rã rời. Nhờ bác sĩ khám lại giùm. Khám ngay bây giờ. Khám tại đây. Dạ. Bác sĩ, chúng tôi tạm lánh mặt để bác sĩ làm việc. Cậu nhỏ tuổi mà tinh ý lắm á nha. Khám đàn bà có mặt đàn ông bất tiện. Còn anh bạn của tôi đâu bác sĩ? Xe của ông ta hết xăng dọc đường, còn đậu ở ngã tư kìa. Ông ta cho địa chỉ tôi đến đây trước. Ông ta còn xách thùng đi mua xăng. Dạ, cháu mời bác ra quán cà phê đầu đường để cháu được thưa chuyện với Trang. Bây giờ cậu bảo tôi đi đâu, tôi cũng theo cậu tới cùng. Cậu bắt tôi lại, cậu từ đây ra tới quán cà phê tôi cũng lại. Bác ra tới quán cà phê là bác sẽ hết hiểu lầm cháu. Mời cô cởi áo ngoài ra. Tôi không có bệnh gì cả. Tôi muốn tìm cách cho họ lánh mặt để thưa chuyện với bác sĩ thôi. Tôi hiểu rồi. Cô muốn giấu việc cô mang cái bào thai phải không? Dạ, tôi giấu gì nó là quan thai. Quan thai? Dạ. Nói vậy 3 tháng trước đây, người đàn ông dẫn cô đến phòng khám bệnh của tôi để khám tiết trinh không phải là vị hôn phu của cô sao? Người đàn ông đó đã căn cứ vào giấy khám bệnh của bác sĩ mới chịu trả cho tôi 30.000 đồng. Là số tiền cô đã bán tiết trinh. Để lấy tiền xoay trở trong gia đình. Chỉ một lần đó thôi hay là... Dạ, chỉ một lần đó thôi. Không ngờ hậu quả lại tai hại đến với tôi.
cô nên cẩn thận, cái bào thai đã gần 3 tháng rồi. Bác sĩ có cách nào giúp tôi không? Không, cô ơi, tôi là thầy thuốc chứ không phải là tên sát nhân. Bán rẻ lương tâm vì tham chút bạc tiền, tôi không thể giúp cô, vậy xin cô cảm phiền tìm người khác giúp cô cái trò vô nhân đạo. Hết chuyện của tôi rồi, tôi xin phép rút lui. Xin cô hiểu cho và chúc cô có nhiều nghị lực. Cùng một lời khuyên, cô nên suy hơn tính thiệt, vừa mang tội với phận đời, vừa có hại cho bản thân. Nhưng hoàn cảnh của tôi không thể nào khác được, vì tôi không thể để cho những người thân biết chuyện đứa bé này nếu chào đời rồi cũng sẽ khổ, vì không bạc không tiền mà cũng lại không cha. Nhưng xét kỹ ra nó đâu có tội tình gì, vừa mới tự mình đã bị giết chết đi. Thiền chức lương y là chữa bệnh cứu người, còn chuyện giết người hay xin chớ để phần tôi. Một ông thầy thuốc có lương tâm, tôi phục đó, tôi phục bác sĩ đó. Anh hai, im mày, tao nghe hết chuyện của mày rồi. Mày tính nhờ bác sĩ phá thai phải không? Tao nói không được nha, cái tội đó nặng lắm nha. Kìa, cậu, cậu làm sao vậy hả? Bác sĩ, chích mạch máu giùm tôi đi, lẹ lên. Nè, lẹ lên. Trời ơi, thuốc gì mà đen thui vậy? Chích lẹ giùm tôi đi, đừng có hỏi nữa, lẹ lên. Thôi, tôi làm bác sĩ gần 50 năm rồi, chưa dám chích cho bệnh nhân nào khi không biết chắc nhãn hiệu của thuốc. Tôi công nhận cái vỏ này là vỏ penicillin, nhưng còn thuốc thì... Bác sĩ ông chích thì thôi, đưa đi. Sẽ giải nghệ chào cô. Cho tôi lấy tiền thù lao bác sĩ. Thôi giải nghệ rồi biếu cô luôn đó. Anh chích áp phiện phải không? Cái gì? Tao tướng tao vậy mà chích áp phiện hả mày? Anh còn chối nữa hả? Còn thông minh hơn cái lão bác sĩ già lẩm cẩm đó nữa. Trời ơi, anh hư hỏng đến vậy sao anh biết? Nè, tao chưa có trách mày, sao mày đã vợ trách tao? Giờ tao hỏi nè, mày có chửi với thằng nào? Em không biết. Mày có thai với ai mà mày cũng không biết nữa hả? Trời ơi, mày còn tệ hơn tao nữa. Trang, mày làm đĩ thật sự rồi phải không? Có phải vậy không? Xin anh đừng nghĩ quấy cho em. Em chỉ hư hỏng có một lần. Dù một lần cũng đã hết đời con gái rồi, mày có biết không? Anh hai. Thôi đi, đừng khóc nữa. Tao trách mày rồi ai trách tao đây? Mày là con gái mà. Một đứa con gái chưa kịp lớn khôn thì đã phải bôn ba giữa chợ đời nhiều cạm bẫy. Còn tao, tao là một thằng con trai, lại là anh của mày, mà tao còn xa ngã thì nói chi mày. Trang ơi, còn chi xót xa. Khi nhìn người thân chịu đau khổ đọa đày, mà mình chỉ đứng khoanh tay, không chia sẻ được đôi phần. Những đêm buồn anh đêm bước lang thang, tự nguyện sủa mình sao không biết giữ thân, gây thêm phiền não cho
gia đình. Giữa lúc mọi người vất vả nổi trôi, em cũng như anh luôn rối tựa tư dò. Chán nắng cuộc đời mất hết niềm tin, buồn xuôi cả bản thân mình. Mong chút yên lành cho người thân, nhưng bóng đêm đen vẫn trầm trước mặt, mà sau lưng là hô thầm đoạn trường. Biết tìm đâu cho thấy một con đường, con đường nào cũng lắm đau thương. Rồi bây giờ mày tính sao? Ông bà già ông hay chưa? Anh thương em, xin đừng cho ba má biết. Bà già có về không? Em mới về tới chưa kịp hỏi ba. Của mày đó hả? Có tiền không? Đưa tao vài ghim coi. Không phải của em. Rồi coi ra của ai đây. Ê, của bà già. Chắc má bỏ quên. Đưa em cất giùm má. Khoan. Không có tiền, nhưng mà có cái này nè. Trời đất ơi, má còn tệ hơn mày nữa. Trời, mày đừng có kêu trời. Trời đâu có biết mấy cái vụ này, chỉ có tao với mày biết thôi. Thiệt tình, tao không ngờ á, tao không ngờ tao có tiếng ghẻ khi cha ruột của tao còn sống. Hình này chụp ở bãi sau nè, lúc hai người đang tắm biển nè. Anh đưa cho em tấm hình này đi. Mày làm gì vậy? Hả? Mày về phe với bà già hả mày? Em nghĩ rằng nên đốt tấm hình này đi, để ba thấy thêm khổ cho ba. Tao lại nghĩ khác. Cần cho ba thấy để ba hiểu rõ má hơn. Ba đâu rồi? Ba ra quán cà phê với một người khách quen của em. Còn con Út? Em về không có nó ở nhà. Gia đình này đã đến hồi suy sụp rồi. Em mệt quá, vô trong nghỉ một chút ạ. Yêu đời nghe mày, đừng có nghĩ bậy bạ. Có gì tao kêu xe Hồng Tập Tự không có kịp mà nha. Sao? Trang đâu rồi? Ê! Là gì của anh Trang à? Dạ xin lỗi. Tôi làm ông với một người bạn. Bạn nào? Xin lỗi, ông đây là... Biên! Anh hai của anh Trang được không? Dạ, hân hạnh để biết anh. Không dám. Bây giờ á, đến lượt tôi muốn biết anh là ai. Quen biết với con Trang từ bao giờ? Dạ, được hơn 3 tháng rồi. À, nói vậy chính là anh, không còn sai chạy. Trang thú nhận rồi nên tôi đoán là anh. Dừng, chính tôi muốn đưa Trang lên đài danh vọng. Trước khi tôi với Trang trở nên chồng vợ, thì ra mày là thằng xỏ lá sở khanh. Kìa, tại sao anh lại bỗng dưng nóng giận? Đối với Trang, tôi vẫn chưa hề đụng chạm. Cầm đi, hiện giờ nó đã mang thai 3 tháng. Đài danh vọng của mày cho em gái tao đó phải không? Trời ơi, tôi không thể nào ngờ Trang đã có bầu, có thật vậy không anh? Tao kêu con Trang để nó xác nhận với mày. Nếu mày còn chối dài thì đừng có trách tao. Trang đâu? Trang! Thằng này phải không? Anh hai, anh đã nói gì với anh luôn? Nói cho nó hay là cái thai của mày đã hơn 3 tháng rồi. Trời ơi. Vậy mà nó còn chối cãi. Nó không phải là tác giả. Trang, thật vậy sao Trang? Không lẽ không có chữa mà lại nhận mình có chữa? Nè, thật giả mày nói cho nó biết đi. Phải giải quyết cho xong vụ này nha. Tao ra ngoài có chút việc, lát nữa tao quay lại á, mày nắm đầu nó được rồi mày phải làm cho nó ra chuyện. Để nó sống chuồng lần này nữa không biết đâu mà tìm à. Nghe chưa? Trang đừng. Luôn, em không còn xứng đáng với tình anh. Anh đi đi.
đừng ở lại đây phải chịu đòn quan tình. Đi đi. Trang đã có chồng. Trang đã có người yêu khác à? Trang vẫn còn yêu tôi. Bắt đầu từ tình thầy trò, rồi chuyển qua tình bạn, và đi đến tình yêu. Tôi đang cố ôn lại 3 tháng trời ngắn ngủi, xem có lần nào mình phạm tội hay không, xem có lần nào Trang dễ dãi với người tình. Nhưng không, phận tôi giữ, thân Trang dình. Vậy thì sự trắng trong mà Trang đã đem cho là kẻ khác, chứ nào phải cho tôi, thì tôi còn xứng đáng người yêu. Khi tình yêu đã lỡ, tôi đành làm kẻ đứng trong theo. Duyên kiếp Trang về đâu mà chừng như đăng cai với nỗi buồn thân phận. Tôi hỏi Trang sao Trang chẳng nói thành lời, mãi lặng lẽ cúi đầu. Sự trắng trong này không phải đem cho, mà Trang ban cho người mua. Một chữ trinh đáng giá tới ngàn vàng, Trang bán 30.000 đồng. Thời buổi khó khăn gia lên dùng dụng, Trang bán rẻ mặc vậy sao? Luân, anh đừng mỉa mai em bằng những lời cay nghiệt đó. Nếu anh hiểu rằng 30.000 đồng kia đã cứu sống được 3 em, thì ra đây là một sự hy sinh. Đủ rồi, anh đừng tìm hiểu gì thêm. Về đi, đừng bao giờ gặp em nữa. Trang bảo anh về đâu? Khi anh với Trang chưa chắn trường duyên nợ, một người còn thương, một người còn nhớ, sao dối lìa xa cho lỡ một cung sâu. Lao nước mắt đi em, cho lệ bớt tuôn trào. Tình yêu kia lỡ một lần đánh mất, tìm lại được rồi sao nỡ dội buông tay. Cuộc tình nào có pha trộn đắng cay, cuộc tình đó mới bền dừng lâu dài. Có bão bùng giông tố hôm nay thì mới có được ngày mai tươi sáng. Nhưng ngày mai không bao giờ đến, vì bão tố hôm nay đã sụp đổ cả khung trời. Độ lượng hơn với một cái quan thai. Em cũng không bắt buộc anh phải nhận làm cha bất đắc dĩ. Thương mẹ phải thương con, đó là câu thế nhân thường nói. Nhưng chẳng phải vì câu nói kia mà anh làm kẻ thương tình. Anh mang sẵn lòng vì tha đối với nhân quân, thì dù là con em con anh hay con kẻ khác, nó cũng là một kết cấu bởi giây phút phù du. Có những cái thiệt thòi to lớn hơn anh còn có thể bỏ qua,
là đã chịu mất một cái gì không thể mất. Thì không lẽ anh tầm thường chấp nhất với một hình thai chưa thành dạng thành nhân. Cảm ơn anh đã có lòng thương tưởng đến mẹ con em, nhưng xin cho một thời gian, chờ cho đến sau ngày sanh nở. Đó không phải là một vấn đề, mà điều quan trọng phải giải quyết ngay hôm nay là anh sẽ thú nhận trước gia đình em, anh là cha của đứa bé. Luân, Luân ơi, anh còn đủ thì giờ để suy nghĩ việc hệ trong cả đời người, chứ không phải phút giây. Một là ngay bây giờ anh có thể rời bỏ em ngay. Chuyện đã lỡ, để mình em gánh chịu. Hai là nếu vì em anh ở lại, anh ở lại thì chắc chắn có nhiều rắc rối đến với anh. Liệu anh có chịu đựng nổi búa rìu dư luận hay không? Với bạn, với gia đình, và biết đâu chừng với cả cha đứa bé. Hơn 3 tháng rồi chỉ một lần gặp gỡ, mà hận muôn đời muôn thuở còn mang. Từ đó đến nay em có gặp... Họ là khách qua đường, không biết tuổi, biết tên, nhưng nếu gặp lại chắc không thể nào quên lão già đó. Một tai nạn trong cuộc đời đã qua rồi, nên hướng về tương lai, đừng bao giờ quay về dị dạng. Tương lai đó là anh Trang. Ủa, cậu Luân cũng biết coi mạch nữa? Dạ, dạ. Sao hồi nãy còn kêu bác sĩ tới làm chi cho tốn tiền? Dạ, cháu coi mạch theo đông y. Đông y coi mạch nhẹ hơn tây y nhiều, phải không cậu Luân? Con Trang bệnh gì vậy cậu? Dạ trọng bệnh. Mấy ông thầy thuốc, ông nào cũng giữ bí mật nhà nghề. Sợ gì tôi hỏi là để biết xem con Trang nhà tôi nó còn đủ sức khỏe để nhận lãnh công việc sắp tới hay không vậy mà. Bác đây, mà anh Phong Vũ bạn của con đâu rồi bác? Tin để cậu Luân biết là con Trang nhà tôi đã được thâu nhận làm ca sĩ độc quyền của hãng băng cassette Con Gà Cò. Cậu Vũ đã về trình bày với ông giám đốc và trong chốc lát sẽ tới đây ký giao kèo với con Trang. Trời ơi, tính sao bây giờ anh Luân? Thì ký cho tính gì nữa, dịp mai ngàn năm một thuở, nuôi con khôn lớn đến bây giờ mới thật sự nhờ con đó Trang. Bác nói vậy cũng tội nghiệp cho Trang. Thật ra thì cách đây 3 tháng, số tiền 30 ngàn mà Trang đưa cho bác để chạy chữa thuốc men á mới là đáng quý chứ. Ủa, chuyện gia đình tôi mà cậu là người dưng mà sao cậu đành quá vậy? Dạ, Trang có nói cho cháu nghe. 30 ngàn đó đâu có bằng 300 ngàn bây giờ. Chiều nay con Trang sẽ ký 300 ngàn, hiểu chưa? Dạ, dạ thưa bác, cháu muốn nói là... Anh Luân, em gian anh, em lại anh. Anh đừng nói gì thêm nữa hết á. Anh về đi, về đi, em sẽ tìm tới. À, quên, cậu Vũ có nhắc tôi là cậu đưa xe về gấp để chở ông giám đốc lại đây nghe. Dân, cháu đi liền bây giờ. Trang à, anh sẽ quay trở lại. Gì đó, lính tới hả? Lính nào tới? Ai ở trong nhà này ra mà sớm xác quá vậy? Bậy nè, thầy dạy nhạc của con Trang đó. Má, Trang về hồi nào vậy con? Nó mới về. Ba ơi, mình vào tới nơi rồi. Bộ nó đem tiền về cho ông hay sao? Cái sách tay của tôi đây rồi.
Ông, ông có lấy... Nè, đừng có thấy rồi ghi bậy cho tôi nghe. Tôi sắp có bạc triệu rồi, không thèm ăn cắp dài 300 của bà đâu. Không lẽ tôi làm mất ở đâu, chứ không phải mất trong nhà này. Bà đánh mất cái gì? Mất cái gì ông hỏi làm chi? Mà Biên, thằng Biên phải không? Trời ơi, sao mặt mày con tiều tụy dữ vậy Biên? Con có hút không vậy? Bà đừng nói hút chạm tới tôi nữa à nghe. Không có chạm tới ba đâu. Con á, còn ghiền nặng hơn ba nhiều á. Giỡn hoài. Ghiền sao tao nằm mâm đèn mày không nhào vô? Thường thôi. Con đã thuộc hàng cao thủ võ lâm rồi. Nè, ba má biết cái ống này là ống gì không? Nó khoe nó học nghề y tá đi chích dạo bà ơi. Chọn được nghề này má cũng mừng cho tương lai của con bảo đảm rồi đó con. Ba má lầm rồi. Coi con nè. Trời đất ơi, trời ơi, con làm gì vậy Biên? Nó tự giận bà ơi. Trời ơi Biên ơi, con quất ức gì thì nói cho ba má nghe. Con đừng có dại dột làm liều vậy Biên à. Coi vậy chứ không phải đâu ba má à. Chính lúc ba má đang lo sợ là lúc ảnh đang đê mê sung sướng nhất cuộc đời. Nó gần chết đến nơi rồi. Con mắt nó trợn trừng thế kia mà con nói gì kỳ vậy Trang? Con đã được chứng kiến một lần rồi. Ảnh chích đã phiện đó. Hả? Trời ơi! Trang rồi. Mày nói cho ba má nghe căn bệnh của tao rồi phải không? Biên, mày hư hỏng đến vậy sao Biên? Trong lúc tao chạy ngược chạy xuôi kiếm từng chỉ thuốc về cho ba mày, bây giờ đến mày, mày cũng định bắt tao phải bán xác thân tao để nuôi mày nữa sao? Trả lời bả đi mày. Cũng tại mày hư nên bà mới tới đây tao. Thì cũng tại nơi ông trước hết á. Lo ăn hút suốt ngày đêm, không biết dạy dỗ mày con mà. Trong lúc tôi đang lo chạy gạo, lo con trắng rồi tới con đen, không thương thân tôi cực nhọc. Còn con Trang và con Út nữa, chắc là hai đứa cũng hư hỏng hết rồi. Con Trang nó sắp được sang giàu, chiều nay bạc triệu sẽ vào, người ta bằng lòng đến khi công ca. Bởi nó có hơi ca, quỷ khóc thần sầu. Còn con Út quá thì thế nào? Cũng có một ông bầu thương lượng về làm đào nâu. Bà không tin hả? Vô đây, vô đây tôi cho coi tờ giao kèo mà cậu Vũ làm sẵn chờ tôi với bà ký. Cho phép con Trang, vì nó chưa đủ 21 tuổi, vô trọng bàn tính luôn. Thằng Biên ở ngoài này đó, ông giám đốc và cậu Vũ nghe con. Dạ. Chào cậu. Tìm ai à? Ông tìm ai? Quen biết ai trong nhà này? Tôi gặp cô Út ngoài lộ á. Cô bảo tôi vô nhà ngồi đợi chút xíu, cổ về thư chuyện lại với ba cổ cho cổ theo tôi. Ủa? Theo không vậy hả? Được tôi cho theo là phước lắm rồi chứ. Đáng lý ra cha mẹ cổ còn phải mất tiền và năn nỉ tôi nữa kìa. Nè, nói năng cái ý tứ một chút nha. Tôi là anh hai của con Út á. Tôi có nói gì xúc phạm đến cậu đâu mà cậu dằn mặt tôi chứ. Ông đã dụ dỗ con Út. Ông còn nói cái giọng cha đó nè. Tôi cho ăn tát tay là vừa. Biên, ông ba, ông năn nỉ tôi dạy ca cho cô Út, rồi ông năn nỉ tôi tìm gánh nát cho cổ theo. Tôi chưa lấy ở ông một đồng một cắc ơn nghĩa,
mà thằng con của ông đã thưởng cho tôi một cái tát tay. Vậy là lão Diệp Mai, tôi đến đây thay mặt cho ông bầu tính chuyện với ông, cho cô Út theo gánh hát, lấy bao nhiêu giao kèo điều kiện trong một năm tiền đến tay rồi mà không biết ăn. Mày là một thằng trời đánh thánh đồng, lâu lâu về một lần náo loạn thiên cung. Tại ông cho nên tôi mới hiểu lầm, tôi ngỡ ông là phường ca chốt lòng tông. Thôi đi vô trong để tao tính chuyện làm ăn, thầy cũng bỏ qua cho bởi nó hiểu lầm. Theo điều kiện một năm là 200 chẳng. Trời ơi, nó mới vô nghề mà ký dữ vậy sao? Ký thì nhiều nhưng tiền không có bao, trừ đủ thứ tiền xuôi ngược đầu ngả đuôi. Nghĩa là con tôi còn được bao nhiêu? Tính ra thì chẳng còn có nghe đồng nào, nhưng có 5.000 tiền xe pháo phân xoan. Hả? Ký giao kèo 200.000 mà còn có 5.000? Trong số tiền 5.000 đó thật ra ông chỉ còn có 2.500 hà. Ủa, sao lại vậy? Còn 2.500 kia đâu? Đền ơn ông thầy, mấy ngày nay tôi cũng tốn bộn tiền xe pháo lo kiếm anh hát cho cô Út đó chứ. Thôi được, ngồi đây chơi đi. Ông bằng lòng ký giao kèo cho cô Út rồi phải không? Tôi sẽ cho ông thêm một cái giao kèo nửa triệu, chồng tiền đúng y nửa triệu. Ngồi đó coi, họ đem tiền tới bây giờ. Trời đất, tôi phải về cho ông bầu tôi hay rồi, ông tới đây liền mới được. Nè, nhờ ông nói lại với ông bầu nào đó nha, làm phách ỷ vào rồi bắt thang cho đạo kép lên giá ha. Ông bầu tôi cũng chịu chơi lắm á, đừng ký dội nghe, chờ ông bầu tôi tới nghe. Ha, chờ nghe. Đồ sơn xác. Ông chửi ai sơn xác? Bà mới thiệt là sơn xác. Ai nói bà? Tôi nói cậu Vũ. Cậu làm gì mà để ông nhà tôi mắng sơn xác vậy? Trời đất ơi, tôi nói cậu Vũ sơn xác hồi nào? Cậu Vũ đây là... Dạ, cháu đã về thưa chuyện với ba cháu, và ba cháu cũng đã tới đây để xin làm công cha. Đó, bà thấy chưa? Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi, đây là thằng Biên, con trai lớn, còn một gái thứ tên nó là Trang, cậu và nó đã quen. Dạ thưa bác, cô Trang có một làng hơi đặc biệt. Tôi đã về thưa lại với ba tôi, người đã nghe giọng ca điêu luyện, được tôi thu vào băng cassette, nghe như Khánh Ly đang ăn khách hiện giờ. Hàng thâu băng cassette con gà cô có một giọng ca thật bất ngờ, một khám phá bất ngờ trong giới mầm non. Cha mẹ sinh con chớ không có sanh nghề, vợ chồng tôi cũng không ngờ, không ngờ rằng nó được ký công ca. Dạ thưa, cháu xin giới thiệu, đây là ông Thái, ba của cháu, giám đốc hãng băng cassette Con Gà Cồ. Còn đây là ông bà thân sinh của cô Trang. Đây, cậu Biên, anh hai cô Trang. Và còn cô Trang, người có giọng ca tương lai sẽ đem bạc triệu về cho hãng tôi đâu, sao tôi không thấy cả? Dạ, để tôi gọi cháu. Trang à, Trang. Dạ. Hân hạnh được biết cô. Trang, Trang, sao vậy nè con? Đi kêu bác sĩ, cậu Vũ có xe đi với tôi. Dạ. Má đưa nó vô trong đi, chờ bác sĩ tới, lại lên. Tôi cũng vậy luôn. Ông ở lại đây. Khi nào cô Trang tỉnh, tôi sẽ trở lại ký giao kèo. Ông định ký thời gian bao lâu? Một năm với số tiền nửa triệu. Tôi bắt ông phải ký với nó suốt đời, bằng cả cái sự nghiệp của ông.
chuyện làm ăn chứ đâu phải chỗ người điên nói chuyện với người khùng. Tôi hứa sẽ không gây khó dễ cho ông nếu ông biết điều hơn một chút. Tôi chưa hiểu ý cậu muốn nói gì. Một là tôi giết ông để ngồi tù, còn hai là ông phải hợp thức hóa chuyện hôn nhân với em gái tôi, dù cho nó có chịu thiệt thòi làm bé. Tại sao lại có chuyện ép buộc lạ lùng như vậy chứ? Có sự ép buộc vì ông là người phá hoại đời em gái tôi. Ông phải nói thật, nếu không tôi giết ông liền. Cách đây hơn 3 tháng, ông là người đã bỏ tiền ra mua trinh tiết em gái của tôi, có phải vậy không? Có, nhưng tôi trả tiền xong phẳng mà. Tôi không có trách ông điều đó. Tôi giữ ông ở lại đây không phải là để hỏi những câu vô lý. Tại sao ông lại bỏ tiền ra mua sự trong trắng của em gái tôi? Mà tôi cho ông hay rằng cái phiên chợ tình ngắn ngủi kia có kẻ mua vui đã để quên lại một hòn máu rơi trong lòng người con gái. Em tôi bán cả cuộc đời cùng vì chữ hiếu. Thật vậy sao? Không ngờ nó mang thai tính ra gần 3 tháng. Tôi kêu gọi lòng nhân từ của một đàn điên. Nhưng biết nó là con ai giữa phiên chợ bán buôn tình? Con ông đó. Con tôi? Chẳng phải mình tôi mà cậu buộc ràng, cậu cũng nên thương tình tội nghiệp giùm tôi. Tôi biết em tôi là gái đoan trang, lỡ bước xa chân chỉ có một lần, đó là lần ông bức hai nụ tầm xuân. Nếu quả thật cái bào thai đó là con tôi thì là điều đại phước, với điều kiện sau khi sanh nở xong đi thử máu, nếu đúng là con tôi thì tôi sẽ lấy trang liền. Ông chỉ có thể làm cha của con ông, chứ ông không thể làm chồng tôi được. Trang, mày điên rồi hả? Em không điên đâu anh hai à. Nếu không điên á thì mày là đứa ngu khờ giả dột. Tao đã níu kéo lại hạnh phúc cho mày, sao mày không chộp lấy mà vô giả buông tay hả? Em biết anh thương em nên mới buộc ông đây vào vòng trách nhiệm. Nhưng anh hai ơi, làm sao em có thể cùng ông đây chung xây hạnh phúc khi em đã có người đàn ông khác che chở bao bọc em rồi. Trang đã có chồng mà. Không, tôi vẫn còn cô đơn với kiếp đó. Chàng nghe về cái bào thai 3 tháng, chàng bảo sanh nở rồi mới tính chuyện lương duyên. Ngày đứa bé chào đời chàng sẽ nhận làm con, và lúc đó chúng tôi mới thành chồng vợ. 3 tháng sống chung mà lòng riêng rẽ, tôi thầm phục người đàn ông coi nghĩa nặng. Em tôi đã nói như vậy thì ông có thể rời khỏi căn nhà này được rồi, và không còn bị ràng buộc bởi một điều kiện nào nữa đâu. Hồi nãy cậu bắt tôi ở lại, bây giờ cậu lại đuổi tôi đi, cậu thiếu lập trường. Vậy chứ tôi hỏi ông, hồi nãy ông đòi đi tôi buộc ông ở lại, bây giờ tôi để ông tự do ra về, sao ông lại còn muốn nấn ná ở lại đây? Thật ra trên đời này sống là để lợi dụng lẫn nhau. Chẳng phải tôi muốn cho em gái tôi lấy một ông già đáng cha đáng chú? Chẳng phải tôi ham tiếng được làm anh vợ có thằng em rể sống ria tuổi tác ngủ tuần? Cũng như ông, tôi đoán trúng được tim đen. Chẳng phải vì cái bào thai này mà ông thương mẹ nó,
Ông chỉ là một tên lái buôn có nhiều mánh khóe, lấy trang để làm cái máy hút bạc cho ông. Cậu nói vậy tội nghiệp cho tôi. Lấy Trang làm vợ là một chuyện, còn chuyện ký giao kèo lại là chuyện khác. Nếu cậu và cô Trang không tin, tôi làm hợp đồng chồng tiền liền bây giờ. Khoan đã. Má Trang, mày nghĩ sao khi tao có một thằng rể đáng tuổi ông già mày hả Trang? Dạ thưa má. Ông kêu tôi như vậy, ông không ngượng miệng hay sao? Dạ, mới đầu thì ngượng miệng, sao chắc cũng quen. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa má. Nếu còn biết ngượng miệng thì kêu bằng bà đi. Dạ không sao đâu. Vừa rồi má hỏi tuổi á, má hỏi tuổi Tây hay tuổi ta vậy má? Tuổi Tây, tuổi ta, tuổi Ấn Độ hay tuổi Ma Rốc gì cũng được. Miễn là ông cho tôi biết là ông được bao nhiêu niên kỷ. Dạ tính theo tuổi ta thì tuổi con khỉ. Vậy thì ông cũng vừa 60 như tôi. Gọi bằng má coi bộ hơi kỳ à. Dạ con rể thì đâu có ăn nhầm gì, xin má đừng có bận tâm. Ngày xưa Tiết Ưng luôn kêu Phạn Lê quê bằng mẹ, nào có cười chê hay chê nhạo gì đâu, trong lúc cả hai mới 20 tuổi đầu. Huống chi tôi với bà đã có râu, giả lại tôi chịu làm con là tại cái bầu, chớ có lợi lộc gì đâu. Nè ông lấy buôn, ông có nhiều mánh khóe, cậu đừng gọi tôi vậy chớ. Tôi làm giám đốc phát hành văn nhạc tại thủ đô, nhãn hiệu con gà cô có đông ba tăng già, nhãn hiệu có trình tòa, chớ đâu phải là lai buôn. Không phải lấy buôn á thì là cái gì cũng được. Còn bây giờ ông phải tính sao đây? Thôi thì ta nói chuyện ký giao kèo. Dạ có liền một khi, điều kiện chi chi cũng có sẵn trong này, thầy kiến họ làm gì thì khỏi chê. Vậy ông định ký bao nhiêu? Dạ thưa má, điều kiện đã thỏa thuận xong xuôi giữa thằng Vũ con tôi với ông nhà 1 năm 500.000. Đó là trường hợp con gái tôi nó không làm vợ của ông kìa. Má. Còn đằng này nó chịu hợp tác với ông cả một cuộc đời, nghĩa là cả 100 năm cầm sắt. Ông có dám ký giao kèo với nó theo cái nghĩa 100 năm cầm sắt đó không? Nghĩa là sao vậy má? Nghĩa là tôi bằng lòng gả con Trang cho ông. Dạ con xin lại má ba lại. Dạ. Với điều kiện ông phải ký giao kèo dài hạn 100 năm. 100 năm? Trời. Mỗi năm 500.000. 100 năm là bao nhiêu vậy Biên? Đây coi à, mỗi năm 500.000 nhân lên với 100 năm là coi... Khỏi. Cậu khỏi làm toán, tôi tính sơ cũng ra liền. Dạ xin phép má, con về. Tôi bớt cho ông một nửa đó. Dạ thôi. Thôi là thôi thế nào? Dạ, nghĩa là theo lời cậu hai nói, con có quyền rút lui mà không còn bị ràng buộc bởi một điều kiện nào nữa cả. Thằng Biên là con, còn tôi là mẹ. Ý kiến của thằng Biên chứ không phải là ý kiến của tôi. Ông phải ở lại đây tính toán với tôi cho dứt khoát về cái vụ này. Nếu không xong, tôi sẽ kiện ông ra tòa về tội phá hoại trinh tiết gái vị thành niên, có biết chưa? Xin lỗi, đây có phải là nhà của ông ba không? Sớm này tới 5, 6, 7 ông ba lận. Ba lận, ba lũng, ba khía, ba trợn, ba que, ông muốn hỏi ba nào? Dạ, tôi muốn hỏi ông ba thổi ống tiêu á. Hỏi cái gì vậy? Để báo cho ông hay, ông có người con bị xe hơi đụng. Hả? Con Út, con Út bị xe đụng. Dạ phải, con Út. Nó hiện giờ ở đâu? Nó sống hay nó chết? Dạ sống, nhưng có thể bị tật nguyền. Ông bà hay cô cậu đi theo tôi ngay. Nhờ cô còn tỉnh nên cho biết địa chỉ để tìm thân quyến. Trời ơi, trời ơi, đúng là ngoại vô đơn chí mà. Đi lẹ lên, đi lẹ lên, coi nó làm sao đi. Đi hết rồi, còn tôi nói chuyện với ai đây ta?
nói chuyện với tụi tôi. Mấy người là ai? Còn người là ai? Theo con mắt nhận xét của tôi, hai ông không mấy lương thiện. Sao ông biết? Phàm khi nói chuyện, con mắt phải nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Còn các ông không nhìn thẳng vào mắt tôi mà lại nhìn thẳng vào cái cặp đựng số bạc 500 ngàn này. À, nói vậy thì đúng y rồi. Tôi sao? Hả? Ngồi xuống, nói chuyện tay đôi với ông này. Ông là ai? Bầu cải lương. Tôi cũng quen biết ông. Nè nè, ông đừng có nghĩ có tiền lặng hiếp mấy gánh hát nghèo nghe. Tôi đánh ông sặc máu à. Ê, xấu xíu. Chú ra mà kia canh cửa, tôi ăn thua đủ với thằng cha này. Trời 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 trời, muốn gì thủng thẳng nói, tôi có hiếp đáp ai đâu. Ông đem theo số bạc 500 ngàn để ký giao kèo với cô gái con ông chủ nhà này phải không? Đúng. Sao ông ngu quá vậy? Đúng. Ủa, sao ông mắng tôi ngu? Ngu hơn con bò. Trời đất, mắng được mắng hoài hả cha nội? Vậy chứ tôi hỏi ông, cô đạo kia chưa tạo nên danh vọng, ông ký chỉ tới nửa triệu bạc, bộ ông điên tiền điên bạc rồi sao? Đó là quyền của tôi ký bao nhiêu thì thay kệ tôi. Ông lấy quyền gì mà hạch hỏi lôi thôi. Nè, tôi nhịn nhiều rồi, tôi không nhịn được nữa đâu à nghe. Tôi cho ông biết, cô bé này nè, tôi sách ký công tra rồi, giá 200 ngàn một năm. Những ký trên giấy tờ với tiền bạc chẳng có một xu. Giờ đây tôi bắt buộc ông phải nhường cô bé đó lại cho tôi. Cô bé có bầu rồi ông bầu ơi. Chính tôi là tác giả của bào thai. Có bầu rồi. Xấu xíu, xấu xíu. Ê, dạ gì đó ông bầu? Trong cái vụ giới thiệu con đào non này, chú ăn của tôi bao nhiêu tiền rồi chú nhớ không? Ông bầu thưởng thêm nữa hay sao vậy ông bầu? Thưởng cho chú vài cái đạp rồi đuổi chú ra khỏi gánh hát luôn. Gì mà chú nói, nó là học trò của chú. Chú bảo đảm là Olegin. Olegin mà mang bầu 3 tháng. Hả? Ai nói? Tôi. Sao ông biết? Tôi sắp sửa giác chiếu ra tòa vì cái vụ đó mà không biết thì ai biết. Trời đất, sao ông ấu quá vậy? Bởi ẩu nên mới khổ nè. Thôi, tôi về lo luật sư. Còn cô bé đó các ông muốn làm gì thì làm. Xấu xíu, chú cũng nên sửa soạn rương chấp rời khỏi gánh hát của tôi là vừa. Đuổi tôi sao ông bầu? Rồi tối nay ai đờn guitar cho đào kép ca. Ông cây đờn cò cũng đủ rồi. Tội nghiệp tôi mà ông bầu. Làm bầu không được phép nuôi dưỡng tình cảm. Để tôi kiếm mối khác trong bầu, ông bầu chịu không? Bảo đảm ông đó. Ozin mà lần này chắc không có cái vụ 3 tháng đâu. Chắc 9 tháng 10 ngày quá. Thôi đi đi, chút xíu trở lại đây cho tôi hay. Dạ. Ủa, ông vô đây chi vậy? Hỏi ai vậy? Đạo, bộ ông là chủ nhà này hả? Chủ hay không chủ hạ hồi phân giải. Người tới trước có quyền hỏi kẻ đến sau. Ngon ha. Con nhỏ ở trong nhà này tỉnh chưa? Tôi đi kiếm bác sĩ không có. Giờ về đây chở nó đi nhà thương. Trời đất, mới có chữa 3 tháng mà đẻ sao cha? Nói gì vậy? Ai có chữa 3 tháng? Con gái ông chủ nhà này chứ ai? Hả? Bà ấy. Chắc vợ tôi chở nó đi nhà thương rồi. Ông tới đây có thấy vợ tôi ở nhà sao? Ủa, nói vậy ông là chủ nhà hả? Còn ông? Bầu gánh hát. À, vậy mà không giới thiệu. Chắc ông tới đây để ký công tra với con gái tôi. Có chữa 3 tháng rồi còn ký gì nữa? Bộ muốn gánh hát của tôi rã hay sao mà để rước của nợ đó về? Con Út có chữa. Ông không hay gì sao? Không, nó có chữa với ai? Cái ông bầu hồi nãy đòi ký nửa triệu bạc đó. Hả? Sao ông biết? Tôi mới nói chuyện với thằng Trả nè. Thằng Trả nói trả về lo luật sư. Vì nghe đâu vợ ông đòi thưa kiện gì đó. Trời ơi, thiệt vậy hay sao nè trời? Ông bầu, ông ngồi đây đợi tôi.
tôi đi tìm vợ tôi về để biết rõ sự thật rồi sẽ tính về vụ con Út. 3 tháng rồi mà còn bàn tính gì nữa. Chà, coi bộ gia đình này bê bối dữ à. Ủa, anh Bảy kìa, hai, hai đi đâu đây? Trời ơi, anh đến đây làm chi vậy? Nè, đã gặp ai trong nhà này chưa? Rồi, nhưng mà không có xong. Không xong cái gì? Thì cái vụ anh nói với hai á, kỳ tụi mình gặp nhau ngoài Vũng Tàu á. Nói vậy con nhỏ anh định ký giao kèo á là con Út nhà này sao? Ủa, sao em biết rành quá vậy? À, coi bộ em cũng quen với gia đình này phải không? Trời đất ơi, anh Bảy ơi, anh rời khỏi nơi đây liền dùm em đi. Chưa đi được, chưa đi được. Sao vậy? Anh còn phải gặp ông già của Út để bàn tính lại giao kèo. Ổng dặn anh ngồi chờ, ổng đi tìm vợ ổng về. Trời đất ơi, không có được mà, nguy hiểm lắm. Trời, bàn tính chuyện làm ăn chứ có chấm lộn đâu mà hai sợ dữ vậy. Anh có biết vợ của ông già con Út này là ai không? Thì ngồi đó đợi chút xíu, chả đưa vợ chả về là biết liền chứ gì. Vợ của tía con Út á là em đó. À, trời đất, trời ơi, tôi vô ngồi trong hang cọp mà không hay cả. Trời ơi, làm ơn về dùm cái đi. Hai khỏi nhắc tôi cũng đi liền. Hên quá, hồi nãy nói chuyện với chả, anh chả không biết gì hết. Thôi anh về nghe hai. À, hai, tối nay tới Gánh Hát nghe hai. Trời đất ơi, đồ quỷ nè, chết đến nơi mà còn nựng nữa. Nè, ở đây đừng có làm ẩu, chết bây giờ đi nè. Nè, hai, tối nay Gánh Hát anh dọn về Gò Vấp, nhớ tới nghe hai. Chú em là ai? Quên tôi rồi sao ông bầu? Tôi là tên thợ chụp hình rong ở bãi sau Vũng Tàu nè. Chụp hình hả? Nhớ rồi. Rồi sao? Ông tệ quá. Ông kêu tôi chụp hình cho ông rồi ông bỏ đi không lấy à. Tôi kêu chú em chụp hồi nào? Sao ông mau quên quá vậy? Hôm đó là cái hôm đẹp trời ông hát ở Vũng Tàu. Ông với một người đàn bà tắm biển ở bãi sau. Ông kêu tôi lại giúp cho tấm hình màu. Đừng nói dốc, tôi nào kêu chú. Tôi có mấy hình đồ lách đem theo. Ủa, vậy thì duyên cớ làm sao? Tự nhiên tôi có trong tay tấm hình. Tấm hình gì? Hình của người nào? Của ông bầu với bà chủ nhà đây. Nằm trên bãi biển mê ly quá trời. Trời đất, thiệt sao chú nhỏ? Chú cảm phiền cho qua mượn qua coi. Nếu đúng là hình của tụi tôi thì bao nhiêu cũng trả dù đôi 3 ngàn. Đôi 3 ngàn thì đâu có đáng gì. Đợi chú nhà về rồi tôi sẽ cho coi. Ê, đừng nhỏ, đừng chơi cái kiểu này. Thằng chả biết chắc là qua chết. Vì vợ chủ nhà là bồ bịch của qua. Thôi bây giờ để qua gọi bả ra cùng nhau thương lượng để mua lại tấm hình. Đừng có gọi bả, tôi với ông nói chuyện tay đôi được rồi. Bây giờ chú em đòi bao nhiêu tiền? Ngồi xuống đó đi, thủng thẳng rồi mình đặt điều kiện. Không được, ở đây lâu nguy hiểm lắm, lỡ chồng bả về qua chạy không có kịp. Tôi nghe nói bà có thằng con trai cũng chịu chơi lắm. Ông mà gặp thằng con trai của bà hả, tôi giết ông liền á. Trời ơi, giải tổ nghiệp, đừng cho tôi gặp cái thằng này. Chuyến này thoát dòng tai nạn tôi về cúng tổ nghiệp cái đầu heo á. Trời ơi, sao chưa về anh Bảy? Biên, có phải bà này không? Phải. Ông đã nói gì với nó? Nói cái gì đâu, không biết tại sao cậu nhỏ này có tấm hình của tôi với bà chụp ở bãi sau á. Cậu toàn tới đây làm tiền hai đó. Nãy giờ hả, tôi năn nỉ gần chết á mà cậu không chịu. Miền, con lấy tấm hình của má hả? Trời đất, cậu này là con của hai đây sao? Rồi, vậy là mắc kẹt rồi. Ông đứng lại đó, ông bước ra khỏi cửa tôi phóng lửa vào trúng tim là ông chết liền á. Tổ nghiệp ơi,
tôi gặp phải tay dao búa chịu chơi rồi nè. Ngồi xuống ghế đó. Biên, má lại con, má lại con đừng giết người ta Biên à. Tôi cũng lại cậu, tôi biết cậu chịu chơi rồi. Cậu đừng giết tôi sẽ cho cậu làm phó giám đốc cánh hát. Cầm đi. Má, con không còn biết nói gì bây giờ với má. Chỉ biết rằng niềm kính yêu của con với má đã mất rồi ý nghĩa thiêng liêng. Má trách con trai má lưu lỏng, con gái má hư hèn. Còn má, má cũng xem nhẹ chữ tình chung với người chồng đã hơn nửa đời chăn gối. Má ơi, nếu cuộc đời này chỉ sống cho nhau bằng những tình yêu lọc lừa giả dối, thì sao má không dạy con từ thuở thôi nôi, để con đừng đem vào tuổi đôi mươi lòng chân thật của một con người. Sao má không để cho con tôn kính trọn đời? Máu huyết mẹ đã tạo bầu sữa mặn, có ngọt bùi pha lần đắng cay. Da thịt này cũng nhờ sữa mẹ đây, nhưng mẹ có công nuôi mà không dạy dỗ, để một bầy con lớn lên bỡ ngỡ hư hỏng tương lai khi bước vào đời. Tha cho tôi về đi cậu hai ơi, gần tối rồi, ở nhà không ai lo quảng cáo bán giấy hết đâu. Tôi chưa có hỏi đâu, ông còn phải ngồi đó. Biên, Biên ơi, má xin con Biên à. Biên ơi, hoàn cảnh xô đẩy má đi lần vào tội lỗi. Từ khi ba con vướng bệnh nhặt nghèo, sao con không nghĩ đây là một sự hy sinh cho má được với nghĩa một phần. Má phải kiếm đường xoay trở, nhưng biết xoay trở cách nào khi vốn liếng không có trong tay. Còn một chút nhan sắc già để quyến rũ ông đây, để đổi lấy cơm gạo đem về nuôi chồng con đủ sống. Việc làm của má tùy con phân định, đừng cho ba con hay mà tan nát gia đình. Hay hết rồi. Hồi nay gặp tôi, ông bảo người đến trước, hỏi kẻ đến sau. Bây giờ tôi đố ông, tôi với ông ai là kẻ đến trước, ai là người đến sau? Dạ, ông Trật Lân. Ông ơi, tôi gian ông mà. Hai đứa mình đều là kẻ đến sau, vì trước tôi, trước ông còn có nhiều người khác nữa. Xin lỗi bà, tôi lại phải đau lòng kể lể nhắc đến cái nghề nghiệp của bà từ thở chưa làm bạn với tôi. Thở ấy má mày cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, bởi thế ngày nay ngựa kia mới quen đường cũ. Tao không trách má mày, cũng không giận hờn ông bầu đất. Tao không trách tao mà cuộc đời đã làm đau rộn nhân luôn. Đời khốn nạn là ở chỗ chờ khi có người thất thế, trở mặt quay lưng là đồ chó má. Khi chủ hết thời thì cũng hết phe thấy cái. Hồi sớm này vợ tôi có nói về thăm nhà lần chót rồi sẽ đi luôn. Tôi giữ lại không cho đi vì sợ đàn bà non lòng nhẹ dạ.
chắc vợ tôi nhắn ông tới đây để rước hả? Không có đâu anh ba, của anh mà tôi rước chi? Biết của tôi sao ông còn rớ tới? Dạ bị nghe hai than thở, chồng hai bị chết vì nước. Tôi đi lính tráng hồi nào mà bà nói vậy? Dạ không phải, chết vì nước là chết ở dưới sông á. Ai nói anh ba tắm bị chuột rút rồi chết mất xác luôn à? Tới cái chết mà bà cũng không chọn cho tôi một cái chết ngon lành nữa. Tôi kỵ nước lâu rồi bà không thấy sao? Bây giờ ba má tính sao đi, chứ không lẽ đứng đó nói hoài? Tao cho bà đi luôn hả mày? Tao hy vọng ở con Trang. Con Trang sẽ đem sự sống trong sạch về cho gia đình này. Con Trang đâu rồi? Nó đi khám thai rồi. Mày nói cái gì? Con Trang nó có thai 3 tháng rồi. Trời, còn có Út mấy tháng? Con Út bị xe cán đang được băng bó ở bệnh viện đó. Hết rồi, gia đình này mạt dẫn rồi. Chồng hút sách, vợ ngoại tình, con đàn điếp. Lỗi tại ai đây? Ông ơi, lỗi tại ai đây? Không phải tại tôi, tại lỗi tại, người... tại ai đây? Dạ, tại mỗi người chút. Bà đừng có làm cho con sợ. Ông ơi, mà ông tỉnh đi ông ơi, ông đừng có làm tôi sợ. Ông ơi, ông tỉnh đi ông. Ông ơi. Không, kể từ bây giờ tao phải điên, tao phải điên, tao phải điên. Ông ơi, hãy điên để cho chúng mày hồi tỉnh. Hãy để tao lặn xuống hố sâu vực thẳm, đưa xác chúng mày lên tận đỉnh tang thương, để thấy mày đen đang quăng chúng quay cuồng. Nỗi cơn thịnh nộ xung thiên sắp trừng phạt thế gian kia, tụi bay thấy không? Đức Khổng Tử nước mắt chảy ròng ròng, không cho lẽ đạo của mình đã nghe tới hồi suy vong. Ông ơi, xin ông hãy hồi tinh tâm thần, đừng quẩn trí loạn cuồng rồi bỏ vợ bỏ con. Ôi vợ con ơi, ôi đạo lý luân thường, tội mang lấy tội tình vì tôi mang. Ô cuộc ra đương nhiên mất đưa con, đâu ai hiểu nghĩa mất con. Tôi gả con tôi cho đó mày, mày là thằng gieo gió, mày kẻ nào không ba, mày không chịu buông như tha thì ta cứu vợ con ta. Lại không mà nói không, im lặng cả im lặng. Tôi lại không mà. Nín, tôi nói là ông chết. Ông giết tôi rồi, ông giết tôi rồi. Ba điên loạn thật rồi má ơi. Ba ta đã cứu vợ con ta, ta đi xin cho vợ con ta. Trang, nhìn thấy em thấp thoáng ở đằng xa, anh tưởng mình làm ai chứ. Em đi đâu vậy? Con Út nó bị xe đụng. Trời đất, rồi nó có sao không? Nó bị thương nhẹ thôi. Người gây ra tai nạn đem nó vô nhà thương băng bó xong rồi đưa nó về nhà họ. Họ có mời bác sĩ Tư đến chăm sóc cho nó,
em đi mua một ít đồ dùng cho nó nè. Vậy để anh đưa em tới đó nha. Đi em. Không cần đâu anh, anh cứ đi lo công chuyện của anh đi. Con Út nó không sao đâu, vả lại người ta chăm sóc cho nó chu đáo lắm. Biết vậy, nhưng em cũng phải để cho anh đến thăm con Út. Trước sau gì nó cũng là... là em gái của em. Anh không cần phải có trách nhiệm với một người mà anh mới một lần gặp gỡ. Người không hề có ràng buộc gì với bản thân anh. Trang, sao em nói vậy? Vì em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Từ nay chúng mình không nên gặp nhau thêm một lần nào nữa. Trang à, anh đã nói hết lời với em rồi. Không lẽ em không tin vào tình yêu của anh? Tin chứ, em rất tin vào tình yêu của anh. Vậy thì tại sao chứ? Nhưng em lại không dám tin vào cái hạnh phúc của đời em do chính anh mang tới. Khi tình còn đam mê, khi trái tim đang hồi yêu thiết tha, lòng ta như áng mây phiêu bồng, luôn tươi hồng mang nhiều mơ ước. Mình đâu mang bao gió giông, bao trái ngang dần, giấc mơ tàn phai, vẫn nhớ âm thầm nhói đau lòng ai. Trên đường tình ta đi, cho dấu phong ba, nhưng vẫn không xa lìa, lời thề không phai, tay vẫn trong em chớ sầu tình luôn thắm màu. Qua đã tàn tình đang bé bàng. Anh đã nói rồi, tất cả là do hoàn cảnh. Anh bỏ qua tất cả, anh chấp nhận tất cả. Mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau nghe Trang. Bởi trái tim anh luôn sáng ngời, mà em như cánh hoa rơi, trôi vào đêm tối. Mênh mông sông anh xin làm thuyền nan đón em trên dòng, những dòng trơn ai em đã chìm sâu dưới áo buông. Nhưng trong tình yêu và trong trái tim anh thì em vẫn là ánh trăng ngà lung linh tỏa sáng. Dù có bận gió giông cho mây đen dần, dù làm quen ngố dần trắng trong bão loạn tới bờ, để cho những dần thơ của dạng thi nhân ngu quốc nghẹn lời. Nhưng rồi bão tố cũng tan, trời quảng mây tạnh, trăng lại sáng ngời gọi thức những hồn thơ. Đừng để anh làm một cánh nhạn bơ vơ, cam lẽ bạn kêu sầu trong đêm. Chỉ có tình yêu mới làm cho giọt mặn của dòng lệ xót xa thành mật ngọt ân tình. Đừng nên mơ thêm nhiều, mai đây trời sầu bể hằng, nhìn nhau chua xót trong lòng. Tình nay đối với anh nhiều sâu nặng, trọn kiếp này anh không thể nào quên.
tại sao em không thể cùng anh dũng cảm vượt qua những bé bàng của số phận? Tại sao mình phải chia xa trong ngút ngàn vô hận khi mình vẫn yêu nhau tha thiết ở tâm hồn? Em không muốn vì nghịch cảnh của đời em mà lôi kéo đời anh cùng vào nơi tâm tối. Dù nhân danh tình yêu em vẫn thấy mình có lỗi, thôi thì một lần xin nói ta tình nhau. Trang, bây giờ em hãy nói thật cho anh biết đi, em có còn yêu anh nữa không Trang? Nếu em bảo rằng có thì câu trả lời ấy cũng đâu còn ý nghĩa gì trong hoàn cảnh hiện tại hả anh? Có chứ. Nếu em thật sự yêu anh thì chính tình yêu sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Tình yêu là phương thuốc nhiệm màu, có thể chữa lành mọi vết thương và xóa đi mọi vết thằn trong quá khứ. Nhưng tình yêu cũng rất ích kỷ anh à. Khi nó không còn trong sáng và lãng mạn với những ước mơ tươi đẹp thì tự thân nó không còn là tình yêu nữa, mà nó đã trở thành một thứ tình cảm khác mà người đời thường gọi đó là tình thương hại. Nhưng mà anh... Cũng như anh, rồi sẽ có lúc anh tự hỏi mình, vì sao một chàng trai yêu đời đầy sức sống như anh lại phải chấp nhận gánh chịu một người bạn đời có quá nhiều tì vết? Anh chấp nhận. Người đàn ông rất dễ thứ tha, nhưng cũng rất dễ nhớ lại những vết hằn trong quá khứ. Em không muốn sau này anh phải ân hận. Em không muốn sau này cuộc sống của chúng ta là tù ngục đọa đày. Và hơn hết, anh dám hy sinh chấp nhận thiệt thòi để cứu vớt đời em, thì tại sao, tại sao em không dám hy sinh, không dám chấp nhận hoàn cảnh của riêng mình mà giải thoát cho cuộc đời anh chứ? Trang, về đi anh, về đi. Trước mặt anh còn nhiều hứa hẹn lắm, tương lai anh còn tươi sáng lắm. Đừng bận tâm về em nữa, đừng bận tâm nữa. Cứ coi như là trên đường đời mình vô tình gặp gỡ, rồi mỗi người đi một hướng, không ai ưu phiền hay là vướng bận gì ai. Vĩnh biệt anh. Trang, nhà của tài xế có chauffeur, sao bà không cho nó lái? Bà không có bằng nè, xe thì là xe mới, chưa thuộc hết số tới, chưa biết gài số lui, vậy mà bà dám leo lên chiếc xe chạy nó trong khu phố đông người, không gây ra tai nạn sao được? Thôi, chuyện đã lỡ rồi, may mà con nhỏ nó không chết, vậy là cũng có phước đức cho tôi đó ông à. Con nhỏ đâu mà chết, thì giờ này người ta nhốt bà trong khám rồi, cho bỏ cái tật khoe khoang, làm như một mình bà có xe, chứ đâu còn ngồi ở đây mà nói chuyện với tôi. Tôi khoe cái gì, không nói tôi nghe coi. Xe thì chạy mắc mớ gì mà phải khoe. Muốn chạy thì đi tập lái, ai đâu mà nhảy chạy lên lái càng à. Xe hơi mà bà coi thường quá, bà làm như đi xe đạp bằng. Ông mua xe về rồi ông lái một mình ông, tiền của nhà này á tôi cũng có công mà. Tôi đòi học lái, ông hẹn lần hẹn lửa. Ý của ông là ông muốn cho tôi lái xe mà phải đi bộ suốt đời chứ gì, để mặc tình ông que mè lấy le. Bà im đi đừng nói chuyện khó nghe, chuyện làm ăn tôi cần phải có bề ngoài, vì công việc tôi đi lui đi tới, chứ đâu phải như bà suốt ngày cứ lòng nhông hết đi đậu chết rồi thì đi nhiều chuyện lê la. Nè nè nè, ông là chồng chứ không phải là cha đâu nha. Tôi làm chuyện gì ông cũng để ý rì la. Tôi hỏi ông nè, chứ ai lo lắng chuyện nhà? Sao trước trong ngoài tương tất hơn người ta hả?
bà cực khổ quá. Nhà có ba người à, mà bà mướn tới hai người ở. Nhà cửa sạch sẽ là nhờ tiền tôi trả lương nè. Công của bà cũng lớn thiệt đó. Ủa, mà tại sao bà lại về nhà được à? Đáng lý người ta phải giữ bà để làm ăn kết chứ. Bộ bà cán người rồi bà dông xe trốn luôn hả? Đâu có, chiếc xe bị công lộ bỏ phu ve rồi. Còn bà, sao bà không bị nhà chức trách bỏ vô chí quà mà lại ung dung tự tại ngồi đây vậy? Tôi nhờ luật sư đóng tiền thế chân để xin tại ngoại. Đồ rài xe hơi cán người hoài à. Hồi sớm mai này nè, tôi đang ngồi nói chuyện làm ăn với người ta, cũng xảy ra một vụ xe hơi cán người. Tính trung còn này đó, một ngày ít nhất cũng phải trên 10 vụ tai nạn do xe hơi. Ấy là chưa kể đến các loại xe máy dầu và các thứ khác. À, cái con nhỏ mà bà cán á, nó nằm nhà thư nào? Gia đình người ta hay biết gì chứ? Sau khi băng bó ở nhà thương bình dân, tôi đã đưa nó về đây rồi và mướn riêng một bác sĩ tư để săn sóc cho cô bé đó. Bà đưa nạn nhân về nhà này hả? Phải, nó đang nằm trên lầu á. Còn thân nhân của con nhỏ? Tôi cũng đã gặp rồi. Cô ta chính là chị của con nhỏ, hiện đang ở đây săn sóc cho em của nó. Bà lên mời cô ta xuống đây để mình điều đình. Nếu bằng lòng thường tiền á, thì cô ta làm giấy bãi nại. Đi đi bà. Ông bà khỏi bận tâm đến chuyện kiện thưa. Cháu đã nói với chị cháu rồi, đến nhà chức trách ký giấy bãi nại cho bà nhà rồi. Thật vậy sao cô? May quá. Dạ thiệt, cháu nghĩ rằng đây chỉ là sự rủi ro cho bà và điều không may đến với cháu mà thôi. Cháu còn nhỏ mà có lòng khoan dung độ lượng như vậy thật hiếm thấy trong xã hội này. Chẳng những bác đã khâm phục mà còn kính nể cháu hơn cả những người mà bác vẫn thường kính nể đó cháu. Dạ, ông giải quá lời. Thật ra sự nhân nhượng này chưa hẳn đã là do lòng tốt của cháu mà thôi đâu. Vì đi sau cái lòng tốt đó, cháu còn muốn thưa với ông bà một chuyện. Cháu cứ tự nhiên. Nói đi cháu. Thật ra đó là một điều kiện, một yêu sách. Dùng danh từ đó có lẽ mới sát và đúng với cái nghĩa hơn. Thưa ông bà, gia đình cháu không được dư giả lắm phải không? Cháu muốn bác phải thường tiền à. Bà này, bà lớn tuổi, đầu hai thứ tóc rồi mà ăn nói hồ đồ còn thua con nít. Cháu à, cháu đừng có giận bà nghe cháu. Dạ thưa bà, nếu bà bảo rằng cháu bãi nại với dụng ý là bắt bồi thường tiền than thuốc thì dưng cháu cần một số tiền, nhiều ít là tùy hỷ nơi bà. Số tiền đó không phải là để cháu chạy chữa thuốc thang, mà là để lo chăm sóc bồi dưỡng cho một người cha. Nay đã tuổi già sức con bao yêu, nhưng còn quá dài khờ, vẫn phải nhờ áo mẹ cơm cha. Nghe nói cảm động quá bà. Kiếm tiền đâu ra khi tuổi còn không có một cái nghề. Cháu cố ngân nga dài ba câu giọng cô, mai ra được làm đào cháu sẽ sang giàu bởi nghiệp cái lương.
chẳng thương. Cháu bị tai nạn dọc đường, cháu yên tâm bác sẽ bồi thường. Dù bác đây không phải là người gây ra tai nạn, bác cũng sẵn lòng giúp đưa con ngoan. Cũng chỉ cháu đây đã ký tờ bãi này thì tiền bạc bao nhiêu cũng chẳng nghĩa lý gì. Bác sẽ lo cho cháu đủ mọi bề. Dạ thưa không, xin ông bà đừng hiểu lầm cháu cầu xin lòng bố thí nơi những kẻ dư của dư tiền qua lời lẽ một đứa trẻ tinh khôn. Cháu nói đây là nói thật tình, chứ chẳng phải khoe tấm lòng yêu thương hiếu thảo. Cháu cũng không phải là kẻ gian xin đi gõ từng tấm cửa lòng bác ngay, cũng không mong đợi có sự rủi may để ông có dịp ra tay tế độ nhân quân. Cháu cũng không buộc bà với ông phải tính chuyện bồi thường. Mạng sống con người mới là đáng giá, bạc biển tiền rừng nào có thấm vào đâu. Ông bà đừng chê cháu nghèo mà nói giọng cầu cao, trong lúc chưa bao giờ trong tay cháu cầm được 1.000 đồng bạc. Nhưng với 16 tuổi đầu áo cơm chồng chất công mẹ ơn cha nặng mấy ngàn vàng. Bà thấy chưa, nó nghèo mà khí phách của nó không nghèo. Nó thật sự cần tiền, nhưng đồng tiền phải được trao cho đúng thời đúng lúc đó bà. Bây giờ ý của cháu như thế nào? Cháu chỉ cần số tiền nho nhỏ chẳng đáng là bao. Cháu đòi bà bồi thường, nhưng không phải bồi thường tai nạn. Trước lúc có tai nạn, trong túi cháu có 500 đồng bạc. 500 đồng này cũng của một người có lòng tốt cho cháu, để thêm sự sống cho người cha. 500 đồng đó cháu đã dùng vào việc bán mua một vị thuốc phiện cho người cha đang tới cơn nghiện hành hạ. Nhưng bà đã không cho cháu đền ơn nghĩa. Ôi những kẻ giàu sang là những kẻ vô tình. Cha cháu mang bệnh nghiện là vì vợ vì con, chứ không phải nghèo mà ham chơi cái trò đốt bạc. Người đời chê bai, nhưng cháu thì nghĩ khác. Ơn nghĩa trọn đời cháu đi tạc không quên. Nếu có được đứa con như cháu á, thì có lẽ bác phải vác một cái mâm đèn về đây để xin làm đệ tử của Phù Dung tiên nữ đó. Vậy ông mà đem cái của nợ đó về đây hả, tôi đốt cái căn nhà này trông chết cháy luôn trong đó. Nói mà nghe chơi vậy thôi, chứ bà tưởng muốn được làm đệ tử của Phù Dung dễ lắm sao bà? Phải vậy không cháu? À, có lẽ bác sĩ cũng gần đến coi bệnh cho cháu rồi đó. Lên lầu nghỉ đi, rồi đợi chị cháu về bác tính chuyện. Bác không có để thiệt thòi cho cháu đâu. Vâng, xin phép ông bà. Đó, ông thấy không? Cũng nhờ phước đức ông bà cha mẹ,
tu chính kiếp cũng chưa chắc qua khỏi cái vụ rắc rối này nữa. Vậy mà tôi nạn khỏi tai qua thiệt là hên không chỗ nói mà. Dạ thưa ông bà có thơ. Đưa đây coi. Cái gì đây? Hả? Tống thơ văn của thừa phát lại. Hả? Mời ai? Còn ai vào đây nữa? Điều này người ta kiện thưa rồi chứ bãi nại cái con khỉ khô á. Đó, phước đức ông bà cha mẹ tổ tiên của bà để lại đó. Nè, đọc đi. Đọc đi. Đọc rồi biết liền à. Thừa phát lại gọi thơ, có sao không ông? Có trác đòi bà. Tức là tống giam bà rồi chứ sao nữa. Tội bà nặng lắm chứ không có nhẹ đâu. Không có bằng lái mà cán người thì phần phải về mình cũng về người ta. Còn lỗi về mình á, hẳn nhiên là mình lãnh đủ. Vậy là tôi với bà phải ly dị thôi. Ủa, ly thân? Tệ gì cũng từ một năm trở lên. Không, không có phải ly thân một năm. Mà không chừng tôi thui ông luôn đó. Tôi bỏ ông luôn, ông hiểu chưa? Cái đồ già không nên nết. Gì vậy? Bộ bà điên rồi hả? Sợ ở tù quá đâm ra điên khùng thì phải không bà? Ông ở tù chứ ai ở tù? Tôi làm gì mà ở tù? Bộ bà bắt tôi ở tù thế cho bà sao chứ? Luật pháp đâu có chịu như vậy. Nè 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 nè, coi đi. Ông coi đi rồi biết ai ở tù à. Đưa đây. Trời, gì đâu mà. Trời, nói vậy trác đòi tôi chứ không phải đòi bà. Trời ơi, già hai thứ tóc ở trên đầu rồi à. Gì mà còn dụ dỗ con nít đến mang thai. Bây giờ còn bị người ta thưa kiện, phải giác díu ra hầu tòa. Nhục nhã quá đi thôi. Còn danh giá gì nữa đâu. Nay mai báo chí sẽ làm cho lớn chuyện. Ông giám đốc hãng con gà cồ bị 15 năm tù vì cái tội hiếp dâm này trời. Mày nè, hiếp dâm hồi nào đó là chuyện sòng phẳng đổi trao. Kẻ bán người mua công bằng hỏa thuận với nhau. Tội hiếp dâm hay dụ dỗ gái vị thành niên á thì nó cũng vậy à. Trời ơi là trời, đâu già mà đòi gặm cỏ non này trời. Nói xuống mà coi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn bà con lối xóm nữa chứ. Thằng già mắc dịch, thằng già ô dâm, thằng già. Trời ơi là trời. Mình la nhỏ nhỏ, mình la lớn mắc cỡ lắm mình. La sao la nhỏ được chứ. Thì nói nhỏ nhỏ mình. Rồi, rồi giờ ông tính sao đây? Tôi đâu có tính được vụ này. Vậy chứ ai tính? Mấy ông tòa tính. Nhưng nếu để khơi khơi cho mấy ông tính giùm, chắc là tôi sẽ bị khổ sai. Chắc chết bà ơi. Bà có thương tôi thì lo thầy kiện cho rồi. Năm nay năm tuổi, xui thật là xui nên có lắm chuyện lôi thôi. Gần chết đến nơi rồi mà còn ham này ham nọ, thật là cũng đáng cái đời ông mà. Chắc phen này sạc nghiệp mất tôi. Ông sướng rồi để khổ cho tôi mà. Chắc tôi bị giữ luôn tại nơi biển lý cuộc. Không còn thì giờ lo cũng không kịp trở tay. Tôi trông cậy nơi bà tình nghĩa bấy lâu nay. Con đó là con nào? Nhà cửa nó ở đâu? Nghĩ cho tôi đến nơi thương lượng để xin làm tờ bãi nại. Trễ rồi bà ơi, họ đã đi thưa kiện là họ muốn làm cho lớn chuyện. Muộn còn hơn không, còn nước thì còn tát. À, hay là ông muốn giấu tôi, ông không cho tôi địa chỉ con nhỏ đó hả? Đổ bể tùm lum tùm la rồi còn giấu giếm cái gì nữa. Địa chỉ tôi có ghi ở sổ tay để ở văn phòng á. Để tôi vô tìm rồi đưa cho bà. Luôn tiện tôi thay đồ rồi tôi vĩnh biệt bà luôn. Đánh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vợ thì vừa mới thoát tù thì chồng lại nhào vô khám rồi trời. Khổ.
bà chủ đừng buồn nữa, đã ký giấy bãi nại cho bà chủ rồi. Cảm ơn cô, nhưng tôi vừa chạy khỏi U1 lại mắc U mã. Ông nhà tôi sắp đi tù rồi. Ông nhà căn tội gì thưa bà? Tội già mà không có nên hết. Tội già phải gió, già mắc dệt. Cái tội chơi bời mà không biết canh ngày, canh giờ, canh khắc. Thưa bà, tội gì mà nhiều quá vậy? Tội dụ dỗ gái vị thành niên có chữa. Bây giờ bị mẹ cha con nhỏ đó thưa kiện tới tòa. Cô nghe rõ chưa? Cô hiểu chưa? Trời ơi, nhưng ông nhà đâu rồi? Cô hỏi gì vậy? Dạ, để chia buồn với ông, luôn tiện cho biết mặt ông nhà. Vì từ lúc tôi đưa em tôi từ bệnh viện về đây đến giờ vẫn chưa được hân hạnh diện kiến với ông nhà. Cái mặt đó gặp làm gì? Khó thương, khó ưa, khó có cảm tình. Vậy mà tôi không hiểu sao mà trong đời này lại có những hạng gái mất nết hư thân, bằng lòng trao thân gửi phận với một lão già đáng tuổi cha tuổi chúa của cô ta. Xưng anh xưng em sao mà không có ngượng miệng, lỡ mang thai rồi lại đi thưa kiện. Nếu là quan tòa tôi sẽ binh vực cho chồng tôi. Và hỏi mẹ cha cô gái kia sinh đẻ con ra, sao không khéo giữ gìn ai lỡ để con hư, thì đáng chịu thiệt thòi chứ sao lại kiện thưa. Có nhiều hoàn cảnh lỗi hoàn toàn do ở đàn ông quên phẩm giá nhân luân. Ê có bạc tiền mua đất sự trắng trồng, chắc là ông nhà tôi cũng vậy. Nhưng đã hững lòng kẻ bán người mua, sao lại còn đi kiện đi thưa? Chắc ông nhà không sòng phẳng với người ta. Để tôi hỏi lại ông nhà của tôi coi. Nhưng không lẽ một kẻ có bạc tiền như ông nhà tôi lại giở trò ăn quỵt chứ? Kìa, cô Trang. Ông, anh Vũ. Tới đây ký giao kèo phải không? Cô gặp ba tôi chưa? Ủa, giao kèo gì? Má, má không hay biết gì sao? Cô Trang đây là một nữ danh ca mà con vừa khám phá, cũng là người độc quyền của ba đó. Vũ à, con có nhầm lần hay không? Cô đây là ân nhân của má mà. Ân nhân gì? Em gái của cô bị tai nạn xe hơi, mà tai nạn là do má gây ra. Cô đã không làm khó dễ mà còn làm tờ bãi nại. Hiện giờ em cổ được má đem về để lo chạy thuốc thang. Họ ở đây từ sáng tới giờ, cô ân cần săn sóc cho em. Thì ra anh là con trai của nhà này. Ôi sự đời sao lắm quay quầm. Thật vậy sao cô Trang? Tại sao lại có thể có sự mai rủi cùng xảy ra một lúc trong căn nhà này? Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi cũng không thể ngờ tôi đang đứng trong căn nhà này. Định mệnh. Phải rồi, định mệnh đã dung rủi cho tôi đến đây. Để rồi định mệnh cũng buộc tôi phải rời khỏi căn nhà này ngay. Hầu tranh cho bà cho anh một bất ngờ nối tiếp khác. Mà chắc rằng từ người ân tôi sẽ trở thành kẻ oan nếu một khi tôi đối diện với ông. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là tôi xin phép bà với anh nói tiếng giả từ. Đưa bé Út rời khỏi đây ngay lập tức, để tránh bé vàng mà tạo hoa la lai. Anh Vũ, anh đừng cho tôi giải khờ bỏ lỡ dịp mai. Buông sự nghiệp để nắm đôi bàn tay trắng, cũng đừng gắn ép tôi mang niềm kiêu hãnh. Bởi có giọng ca rồi rưới u hoài.
Cô Trang à, tôi muốn được biết nguyên do gì mà cô từ chối cộng tác với ba tôi. Có phải điều kiện thù lao và tiền giao kèo của ba tôi không đáp đền tương xứng, hay là ba tôi đã không làm thỏa mãn những điều yêu sách của Trang chăng? Tiền nông với tôi, ba anh là người sòng phẳng. Ba anh đã trả cho tôi 30.000 đồng. Có 30.000 đồng thôi à? Hèn chi. Không, anh Vũ, tôi xin anh chớ vội hiểu lầm. Để tôi cho ba anh thưởng thức một lần giọng rên xiết đau thương. Nhưng không ngờ nghiệp chướng lại đa mang. Tôi với ba anh trong chuyến làm ăn đầu tiên đã có điều ràng buộc. Vậy mà giờ đây tôi phải đành tự khước. Chính tự tay tôi đã xé bỏ hợp đồng. Nói vậy cô Trang và ông nhà tôi đã ký hợp đồng giao kèo với nhau rồi à? Nhưng theo đúng luật lệ làm ăn thì người có quyền xé bỏ hợp đồng là ông nhà của tôi, chứ sao lại là cô? Ông nhà tôi đã bằng lòng hủy bỏ chưa? Tôi là mối lợi của ông, có khi nào ông chịu hủy bỏ? Nếu vậy Trang phải ở lại chờ gặp ba tôi. Với bất cứ giá nào tôi cũng phải giữ Trang ở lại. Với tình cảm ba tôi là người dễ dãi, nhưng với chuyện làm ăn ba tôi là nhà thương mại rất tinh khôn. Nói ví thử, ba tôi có tình cảm với Trang, ông có thể bỏ ra 30.000 biếu Trang mà không cần tính toán. Ngược lại chuyện làm ăn đã thành điều kiện thì ông sẽ tiếp với Trang từng cắt từng đồng. Trang không thể nào lìa bỏ được ông. Ông sẽ đưa Trang đến pháp đình kiên tùng. Khi đó người ăn mới biến thành kẻ hoang hoa, đúng như lời Trang nói không sai. Thật ra những lời tôi nói từ nãy đến giờ bà và anh Vũ không hiểu được đâu. Bộ cô Trang nói cao xa gì mà không hiểu. Nói là nói vậy thôi, chứ cái đó là tùy cô. Nếu ông tôi có làm khó dễ thì đó là cái điều ngoài ý muốn. Vì chuyện làm ăn của ổng tôi không có quyền tham dự. Vâng, vậy bà và anh Vũ cứ để mặc cho tôi xử sự. Và bây giờ tôi xin được phép lên lầu đưa em tôi rời khỏi đây ngay. Chắc chắn là Trang sẽ gặp nhiều phiền phức lâu thôi. Bà còn là một tay thương mại giáp bán đất buôn trời, thì ông không thể nào để mất một mối lợi mà ông đã đặt cọc 30.000 đồng chỉ để thưởng thức được một lần giọng ca phù thủy đó. Hồi nãy cô nói cái giọng kêu rên xiết đau thương à mày? Chắc ba mày nghe được một lần là chịu quá, cho nên muốn nghe hoài nghe mãi chứ gì. Ủa còn ba? Ba không có nhà sao má? Quên ha. Tao chưa có cho mày hay á là ba mày sắp vô chí hòa ngồi rồi đó. Má nói gì kỳ vậy? Không kỳ đâu con. Nè, nếu chuyến đi này mà ba đi luôn á thì ba giao cho con trọn quyền điều khiển và khuất trương trung tâm thâu băng cassette. Con gà cồ nghe Vũ. Ba đi đâu? Thì má con mới nói đó. Chuyện đâu có tốt đẹp gì mà hỏi tới hỏi lui làm cho ba kẹt mà khó trả lời quá. Ba à, con chưa hiểu lý do gì mà ba lại bị. Con cũng không cần tìm hiểu lý do gì mà ba lại đi tù. Có một điều trước khi đi, ba trói trăng với con là khi tiếp xúc tình cảm với con gái thì nên tiếp xúc thứ con gái đàn bà, chứ đừng có tiếp xúc thứ con gái còn con gái. Như ba mà sướng đâu không thấy, thấy khổ một đời, ấy là tiền trao cháo múc, sòng phẳng hẳn hòi. Vậy mà giờ đây, mang tiếng mang thai kiện cáo lôi thôi. Một lần lỡ dài thật là tai hại, còn nhớ nghe còn lời ba trôi chăng?
Ba cho con hỏi, nếu ba vô tù thì con làm giám đốc hạng con gà cô. Còn vụ công tra ba có định thưa cô đó hay chăng? Chuyện gì mà thưa kiện thằng hay bày đặt chuyện? Con nói vụ cô Trang cổ định bỏ ngang. Con nói sao? Cô Trang định bỏ ngang à? Vâng. Ôi, thiệt là phước đức cho tôi, cổ bỏ ngang là tôi thoát nạn rồi. Ông nói gì vậy? Tôi khỏi ngồi tù rồi bà ơi. Thằng Vũ vừa cho hay là cô Trang cổ bỏ ngang, nghĩa là cổ bãi nại rồi. Nghĩa là gia đình cổ không có kiện tôi về cái vụ dụ dỗ gái vị thành niên mang bầu 3 tháng nữa rồi. Thật là vui mừng, vui quá vui, quá vui mừng, vui quá mừng vui, mừng vui mừng vui mừng vui, quá vui mừng vui quá mừng vui, mừng vui mừng vui 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 vui. Ba. Gì mày? Tao mừng tao thoát nạn mày cũng cấm tao nữa à? Tao ca cho vui mà, vui mừng vui quá vui, quá vui mừng vui quá mừng vui. Ba. Gì mày? Ba nói cô Trang nào bãi nại. Chứ mày vừa nói cái gì cô Trang bỏ ngang? Còn nói cô Trang bỏ ngang giao kèo, không hát cho hãng băng mình nữa. Trời đất, tao hiểu lầm câu nói của mày rồi. Vậy là tao vẫn còn phải ở tù. Thôi, con hiểu rồi. Nhờ câu nói vô tình về cô Trang mà con mới hay rằng giữa ba và cô Trang. Đừng nói con, nói tới đó thôi con. Tao hiểu mày mà, mày hiểu tao là đủ rồi ha. Bộ ông tưởng tôi không hiểu hay sao? Bà hiểu gì? Hiểu về cô Trang. Cô Trang sao? Cô Trang bỏ ông là vì ông đưa có 30 ngàn à. Trong lúc tài nghệ của cô ta đang lên như là diều gặp gió vậy đó. Bà hiểu chỉ có vậy thôi hay là hiểu xa hơn nữa? Tôi đề nghị với ông là nên gặp cô ta, cho cổ thêm 30 ngàn nữa đi. Trời đất, cho thêm 30 ngàn nữa về cái vụ đó để tôi ngồi tù rụt xương sao? 30 ngàn trước còn rắc rối chưa biết mấy năm tù, tôi cần đông lo đây nè. Bà lại xúi thêm, đúng là bà hết thương tôi rồi mà. Ủa, ba mày nói cái gì vậy Vũ? Tao hiểu không nổi à. Ba, má chưa hiểu chuyện của ba đâu. Ba đừng xì ra nữa. Má mà nắm được đầu mối hả, cô Trang không thoát khỏi tay của má đâu. Bộ cô Trang có mặt ở đây sao mà mày lo? Trang vừa mới về, cổ đang săn sóc cho em cổ ở trển á. Hả? Con nhỏ bị xe cán là em của cô Trang sao? Ủa, không hiểu tại sao cổ ghét bỏ gì ông mà cổ không muốn gặp mặt ông ở trong cái căn nhà này. Phải rồi, làm sao cô gặp được vì tôi bắt đầu đi rồi nè. Thôi, vĩnh biệt bà, vĩnh biệt thằng Vũ. Tao đi đến biển lý của thân chủ. Chào thân chủ. Xin lỗi, ông là ai? Bác sĩ Tư, tôi muốn chữa trị cho con nhỏ bị tai nạn đó. Thân chủ quên tôi rồi sao? Tôi có đau ốm hồi nào đâu mà phải nhờ cậy đến tài chữa trị của bác sĩ, mà bác sĩ kêu tôi là thân chủ chứ. Ông có tới phòng mạch tôi một lần, ông nói gì vậy? Chắc bác sĩ nhầm lẫn với ai rồi đó. Ông nhà tôi ít khi đau bậy bạ lắm, mà ví như có bị đau thì ổng cũng đi thầy trị thuốc bắc thuốc nam, chứ không có bao giờ mà dùng âu dược hết trơn á. Ấy, vậy mà tôi ga răng ti với bà là ông nhà đây có tới phòng khám bệnh của tôi một lần rồi. Để tôi nhớ coi. À, phải rồi, cách đây khoảng chừng 3 tháng mà thôi, ông đi với một. À thôi tôi nhớ rồi, ông đi với một người. Tổng cộng là 2 à. À, chắc ông đưa bạn tới thăm bệnh tình. Không, ông đi với một người. Người đó là bạn bè. Không, người đó là bồ. À, bồ bịch chí thân. Không, ông chớ qua mặt tôi đây rất rành. Nè ông bác sĩ, tôi rất mến tài bác sĩ. Hẳn nhiên rồi, tôi khám nghiệm chuyên môn. Bác sĩ khám về tai mũi họng răng. Không, tôi luôn chuyên khám tiết trình mất còn. Trời đất ơi, nói vậy thì ông khám cái gì? À, tôi khám coi. Mà hỏi gì vô duyên à. Dạ, mời bác sĩ.
bác sĩ đi lên lầu à. Ông kìa cô bé, câu này đó. Nói vậy hai người đã hòa thuận rồi sao? Dạ, chúng tôi cùng cha mẹ sinh ra. Không, tôi hỏi giữa ông với bà. Dạ, hai vợ chồng tôi lúc nào mà không hòa thuận bác sĩ? Tôi hỏi ông với bà đây là tôi hỏi cô Trang với ông Lương. Vâng, tôi với anh Luân lúc nào cũng như chim liền cánh, như cây liền cành. Tôi thành thật chia vui với hạnh phúc của anh chị. Nói vậy cậu Luân với cô Trang đây kết đôi kết bạn với nhau à? Lâu chưa? Họ mới sáp vô đây thôi mà. Mới tức thì đây thôi à. Dạ thưa bác, lâu rồi, trên 3 tháng nay rồi. Cậu nói dốc, tôi biết rành hơn cậu quá mà. Cậu qua mặt tôi sao được? Dạ thiệt mà bác. Bằng cớ cụ thể nhất là Trang sắp được làm mẹ rồi. Tài quá vậy. Mấy tháng rồi hả cô Trang? 3 tháng. Trên 3 tháng. Ủa sao bác sĩ biết? Trời ơi, chuyện gì ở đây tôi cũng biết hết trơn á. Nhất là chuyện của cô này và ông đây nữa. Tôi có tài liệu chứng minh rằng đứa con đang nằm ở trong bụng cô á. Bác sĩ, đứa con đang nằm trong bụng của cô Trang không phải là con của cậu Luân à? Hả? Sao ông biết? Tại sao ông lại biết chuyện của chúng tôi? Ủa, chuyện vợ chồng là cái chuyện kín đáo chốn phòng the. Ông là đàn ông sao tò mò hay biết hết chuyện của người ta vậy? Vậy mà ông biết hết trơn hết trọi á bà. Thiệt là già không nên nết mà. Rồi bây giờ ông không đi hay sao? Hay đợi biện lý của cho xe tới xúc mới chịu đi? Thì tôi đi. Vĩnh biệt bà, vĩnh biệt tất cả. Ông Thái. Tiếng của ai? Ai gọi tôi vậy? Tôi. Ông không phải đi đâu hết. Không ai có quyền kiện thưa ông trừ tôi. Ông làm gì cô mà cô thưa kiện được ông? Anh Luân, anh có còn nhớ những lời em nói với anh không? Em nói rằng không sớm thì muộn anh cũng sẽ gặp mặt cha đứa trẻ. Những sự rắc rối tạo ra từ nãy đến giờ chắc anh cũng đã vỡ lẽ và nhận diện mấy người đàn ông có mặt nơi đây. Ai là tác giả của cái bào thai mà em đang mang nó trong người? Ôi nghịch cảnh trớ trêu, giờ liệu tính cách nào cho xuôi chèo mát mái. Trang với Luân cứ rời khỏi nơi đây, đừng sống theo vợ tháng trong ngày. Hãy trọn vẹn thương yêu, coi chuyện xảy ra như nước chảy qua cầu. Mày không có quyền xử hiếp tao. Chuyện của người ta sao ông cứ chen vào? Không, đây chính là chuyện của tôi. Phải, chuyện của ông mà tôi gánh chịu. Là tôi đã hy sinh nhận lãnh thiệt thòi. Tôi không hiểu nổi mấy người có chuyện gì nên muốn giấu tôi. Má, má có đủ can đảm nghe không? Bộ chuyện quan trọng lắm sao? Con hỏi má, má bằng lòng nghe thì má cứ gật đầu. Con sẽ kể cho má nghe câu chuyện dòng gió tam quốc mà từ sớm tới giờ những người trong cuộc dẫn dắt má đi. Mà má không hay không biết chuyện ba con đang làm sao trộn má.
tối tâm tình. Trời ơi, má có hay biết gì đâu. Đây là cô Trang, nạn nhân của xã hội kiếm tiền bơi 30.000 đồng để mua một lời rên xiết, hay để viết một cuộc tình, ba có thấy sung sướng gì không? Trang đây là người yêu lý tưởng của Luân, tình yêu chưa đến với họ một lần, họ dành cho một buổi hợp hôn, nhưng tối đông phòng giọt son đã không tìm đâu thấy. Bây giờ thì má đã hiểu rồi đó Vũ. Cô Trang, giọt máu rơi trong lòng cô có đoán biết là của ông nhà tôi đã gieo của nợ này hay không? Xin lỗi, là đàn bà nên tôi hỏi thật tình, cô cũng nên thật tình xác nhận. Thưa bà, dù thật là của ông, tôi cũng lắc đầu phủ nhận. Dù không là của Luân, tôi cũng phải nói nó là kết tinh của nghĩa vợ chồng. Nó sẽ mang họ cha. Và thưa ông bà, cha nó họ Trần. Trần Nhân Luân là chồng tôi đứng đó. Vậy thì câu bà hỏi đã bằng thừa, tôi mong được bà quên. Mình đứa con đầu lòng em định đặt tên, nhưng nay có mình em nhường cho mình đó. Con buồn nào hơn nỗi buồn con mang họ mẹ, khi mở mắt chào đời nó vẫn còn cha. Tôi đứng nghe từ nãy giờ tôi thấy tôi thừa rồi. Không những tôi thừa mà cả cô bé này nữa cũng là người ngoài cuộc. Thôi đi cô bé, đi vô trong tôi xem lại thương tích coi bữa nay có khá chưa. Đây luôn tiện đây tôi cũng xin xác nhận về cổ Trang, một nạn nhân của hoàn cảnh, đã đem ban sự trăng trong cho tròn câu hiếu thảo. Tôi là người yêu của Trang, khi hay tin này tôi nghe tim mình buốt nhói, và tôi đã thấy tôi tầm thường khi nổi máu hờn ghen. Ghen với một người mà mình không biết mặt biết tên, ghen với kẻ có 30.000 trong khi tôi không có một đồng dính túi. Tại sao trong lúc đó tôi không quỳ với chân Trang, quỳ lụy tôn thờ Trang như một nữ thần xinh nhỏ phước tình yêu. Tại sao tôi không biết vuốt ve nàng tôi dịu cơn đau, niềm đau sâu kín niềm đau tâm hồn. Bây giờ thì anh đã xứng đáng với nàng. Thật ra anh cũng là một thiên thần dĩ tha. Mà trên đời này không thể có người đàn ông thứ hai qua bình tĩnh coi thường thiên hạ sự. Cảm ơn Vũ, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Bây giờ ta có thể đưa nhau về nhà, thưa với cha mẹ, chọn ngày lành tháng tốt để chính thức làm lễ thành hôn. Vâng. Ồ, may quá, vết thương không đụng xương, thật may mắn vô cùng. Nè, chiều nay cô có thể đưa em đến phòng khám bệnh của tôi, nhờ gọi X quang tôi sẽ xác nhận lại chính xác hơn. Thôi nghe, chào tất cả nghe không? Hả? À, không, tôi hứa tôi giải nghệ rồi. Gặp ông y tá này thì tôi phải giải nghệ, tôi phải giải nghệ. Anh Biên, cậu tới đây làm gì? Định mệnh đã an bài rồi, cậu còn tới đây làm gì nữa? Bởi định mệnh đã an bài nên tôi tìm tới đây báo tin cho hai đứa em tôi hay rằng, kể từ nay tôi sẽ làm tròn bổn phận quyền huynh thế phụ. Ủa, ông già cậu mới đó mà chết rồi sao? Chết rồi.
ba chết rồi. Chị ba. Phải chị ba tôi chết bằng hình hài thể xác. Thấy người nằm xuống đó, chắc chẳng bao giờ tôi nhỏ được một giọt lệ tiếc thương. Vậy mà đau đớn thay, người lại đi tìm một cái chết ở tâm hồn. Cái chết tâm hồn đó, tôi biết rằng người phải mệt chí lao tâm, chọn lựa mấy ngày, mấy đêm, mấy tháng, mấy năm mới tìm được phương thức quyên sinh thối hư tật xấu bản thân. Để hầu mong cảnh tình được vợ con mình. Đang lao thân vào chỗ vô tình, phong quá chết lần mòn. Tầng trong tủy trong xương, mượn một lớp phấn son của tình phú phụ keo sơn, của chiều cao non thay bát ngàn, làm đảo lộn nhân luân. Anh nói rõ ràng nào là chết ở tâm hồn, ba đã chọn đường nào để quyên sinh? Ba đã giết người ta để mong gỡ nợ cho vợ con bớt gánh nặng hiếu tình. Ba tôi là kẻ sát nhân. Má, tôi đến đây là để cho ông hay tin rằng tôi đã đến biện lý cuộc để rút đơn thưa kiện ông. Vì chồng tôi nói rằng tất cả những tội lỗi trên thế gian này đều là do hoàn cảnh. Và khi đã khắc phục được hoàn cảnh rồi, tội lỗi sẽ không bao giờ đến quấy rầy cuộc sống thế nhân nữa. Tội nhân đã thỏa mãn lời yêu cầu, xin gặp mặt mọi người để nói lời sau chót. Xin phép cho tôi được thi hành phận sự. Mời ông theo tôi. Ông ơi. Dĩnh biệt.